Và các bạn, mình tên là Hạnh, đại diện cho nhóm 5. Hôm nay mình sẽ thuyết trình về chủ đề kháng sinh, bao gồm tất cả các tác động của kháng sinh và sự đề kháng của vi khuẩn. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với định nghĩa, để xem định nghĩa kháng sinh là như thế nào. Các bạn có thể theo dõi trên tài liệu. Kháng sinh là tất cả các chất hóa học có thể có nguồn gốc từ sinh học như từ vi khuẩn, vi nấm hoặc là từ tổng hợp, vân vân. Nó có tác động chủ yếu chuyên biệt ức chế ký sự. Chuyên biệt ức chế cái giai đoạn chuyển hóa thiết yếu của vi sinh vật, ức chế sự phát triển của vi sinh vật. Tiếp theo mình đến phân loại kháng sinh thì có nhiều cách phân loại khác nhau. Ta có thể phân loại theo cấu trúc, dựa vào cấu trúc hóa học đặc trưng mà phân loại thành từng nhóm kháng sinh khác nhau. Phân loại dựa theo phổ tác dụng, dựa vào cơ chế đặc hiệu của từng kháng sinh mà mỗi nhóm chỉ có tác dụng trên một số chủng vi khuẩn nhất định. Giới hạn này gọi là phổ kháng khuẩn và được chia thành hai phổ, đó là kháng sinh phổ rộng và kháng sinh phổ hẹp. Thì như tên kháng sinh phổ hẹp thì nó chỉ tác dụng lên một hoặc một loại vi khuẩn nhất định, còn kháng sinh phổ rộng là tác dụng trên nhiều loại vi khuẩn, kể cả vi khuẩn gram âm và gram dương. Về phân loại theo tác dụng trị bệnh thì có các loại như kháng sinh kháng khuẩn, kháng nấm hoặc là kháng siêu vi, nhưng trong đó kháng sinh kháng khuẩn được sử dụng nhiều nhất. Tiếp đến mình sẽ nói sơ lược về lịch sử của kháng sinh. Kháng sinh được phát hiện sớm nhất là penicillin vào những năm 40 của thế kỷ 20. Tuy nhiên, trong thực tế thì từ lâu con người đã biết sử dụng kháng sinh để điều trị những cái vết thương nhỏ. Năm 1928, thì nhà khoa học Alexander Fleming, người Scotland đầu tiên, tìm thấy trong môi trường nuôi cấy tụ cầu vàng, nếu có lẫn penicillin thì những mảnh vi khuẩn sẽ bị phá hủy. Qua nhiều năm nghiên cứu, thì nhiều kháng sinh được tìm ra và sản xuất trong quá trình sử dụng lâm sàng. Ước tính đến nay thì con người biết được khoảng 8.000 loại kháng sinh, trong đó có 100 loại đang được sử dụng trong y học hiện nay. Tiếp đến mình sẽ nói về cơ chế tác dụng của kháng sinh. Mặc dù có rất là nhiều loại kháng sinh, nhưng mà tất cả đều dựa theo 4 cơ chế chính. Thì đầu tiên là cơ chế tác động từ bên ngoài vào trong, trên thành tế bào của vi khuẩn. Cơ chế này ức chế sự tổng hợp thành tế bào vi khuẩn, hay còn được gọi cách khác là ức chế tổng hợp peptidoglycan, hoặc là ức chế enzyme peptidoglycan. Vì enzyme này, ức chế enzyme chain peptida, vì enzyme này là enzyme tổng hợp, giúp tổng hợp peptidoglycan tổng hợp nên thành tế bào. Khi mà cái kháng sinh này tiếp xúc với vi khuẩn, nó sẽ tác động trên cái thành tế bào và làm cho thành tế bào này mất đi, con vi khuẩn sẽ bị vỡ ra, con vi khuẩn sẽ bị chết đi do sự chênh lệch giữa áp suất bên ngoài và bên trong. Có một số họ kháng sinh, ví dụ như beta-lactam ức chế gen peptida, hoặc là vancomycin ức chế giai đoạn cuối của sự tổng hợp bằng cách tạo phức với dipeptide, hoặc là fosfomycin ức chế pyruvate chain phosphate. Qua cơ chế thứ hai là ức chế tổng hợp protein cần cho vi khuẩn. Để sinh tổng hợp được protein thì cần có các quá trình nhỏ và các tiểu đơn vị để hoàn thành quá trình đó. Ở cơ chế này, kháng sinh sẽ tác động vào các vị trí nhỏ đó, gây rối loạn hoặc ngăn cản quá trình sinh tổng hợp. Ví dụ như ở đây mình có tại tiểu đơn vị 50S ribosome, là cái phần màu tím ở trên, thì có cái chuỗi polypeptide đang thành lập. Kháng sinh macrolid và kháng sinh lycosamid sẽ gắn vào cái vị trí đang tổng hợp thêm acid amin này, làm ngăn cản quá trình tổng hợp này. Qua ví dụ tiếp theo,
Kháng sinh chloramphenicol thì cũng có cơ chế tương tự. Nó gắn vào cái chuỗi polypeptide làm ngăn cản cái quá trình tổng hợp nên protein tại tiểu đơn vị 30S ribosome. Thì có ví dụ trên tiểu đơn vị 30S kháng sinh cái phức hợp amino acin TRN sẽ gắn vào để tạo nên cái chuỗi polypeptide. Nhưng mà khi sử dụng kháng sinh tetracycline thì nó sẽ gắn vào tiểu đơn vị 30S để ngăn cản cái vị trí tiếp nhận phức hợp này, làm cho acid amin không thể gắn vào cái chuỗi peptide và không tổng hợp nên được protein tế bào. Hay một số ví dụ khác như aminosid cũng gắn vào cái tiểu đơn vị 30S của ribosome, cản trở cái quá trình hình thành. Cái aminosid là cái màu chấm đỏ nè, còn tiểu đơn vị 30S là chấm màu xanh, thì ở đây nó gắn vào cản trở quá trình phức hợp đầu, sau đó gây nên cản trở dịch mã và kết thúc dịch mã sớm, làm sai lệch trình tự acid amin. Kết quả là các phân tử protein không được hình thành, làm ngưng trệ quá trình sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn. Có một số điều cần chú ý là trên tiểu đơn vị 30S thì chỉ có hai họ kháng sinh tác động, đó chính là tetracycline và aminosid, còn lại là tất cả đều tác động trên tiểu đơn vị 50S. Mình qua cơ chế thứ ba là cơ chế ức chế tổng hợp, ức chế chức năng của acid nucleic. Trong đó các kháng sinh làm đứt đoạn phân tử DNA như nitronamidazole hay nitrofuran, nhóm quinolone ức chế enzyme ADN gyrase ngăn cản sự sao chép của ADN, không cho ADN mẹ tạo ra ADN con. Nhóm rifampicin ức chế sự sao chép của ADN. Sulfamid trimethoprim ức chế tổng hợp các chất chuyển hóa cần thiết cho tế bào, ức chế tổng hợp acid folic coenzyme cần cho quá trình tổng hợp một số acid amin. Qua cơ chế tác dụng cuối cùng là cơ chế ức chế chức năng của màng tế bào vi khuẩn. Cơ chế này, kháng sinh tác động đến màng tế bào, làm cho màng tế bào mất đi một số cái chức năng vận chuyển cũng như là trao đổi chất bên ngoài và bên trong của vi khuẩn, ngăn cản cái sự phát triển của vi khuẩn. Ví dụ một số kháng sinh có khả năng làm tăng tính thấm của một số ion, mất đi tính thấm chọn lọc của màng tế bào như là polymyxin hay là daptomycin. Mình sẽ làm quen tới một số khái niệm. Đầu tiên là khái niệm MIC, là nồng độ tối thiểu của kháng sinh có tác dụng ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn ở mức có thể quan sát được. Có thể hiểu là ở cái nồng độ này là nồng độ thấp nhất mà để ức chế kìm hãm cái con vi khuẩn, là cái con vi khuẩn nó chỉ mới bị ức chế thôi chứ nó chưa bị tiêu diệt, cũng như là nó không thể sinh sôi và phát triển. Khái niệm thứ hai là MBC, là nồng độ tối thiểu cần thiết để tiêu diệt vi khuẩn. Có nghĩa ở cái nồng độ này cũng là nồng độ thấp nhất nhưng mà làm con vi khuẩn này bị chết đi. Tiếp theo là khái niệm BAE, là hiệu ứng hậu kháng sinh. Có nghĩa là một kháng sinh không đạt một cái ngưỡng tối thiểu như hai cái định nghĩa trên nhưng nó vẫn có hiệu lực. Đây là ba cái khái niệm liên quan đến kháng sinh. Ngoài ra thì mình còn cần nhớ thêm cái nồng độ MBC trên MIC lớn hơn 4 thì thuộc nhóm kháng sinh kiềm khuẩn. Cái nồng độ MBC trên MIC nhỏ hơn hoặc bằng 4 thì thuộc nhóm kháng sinh diệt khuẩn. Chúng ta có thể tham khảo tiếp đến một số thí nghiệm để hiểu rõ hơn về kiềm khuẩn và diệt khuẩn. Thí nghiệm đầu tiên là quan sát cái thí nghiệm bên tay trái. Để xác định nồng độ MIC và MBC, người ta cho kháng sinh theo nồng độ tăng dần từ 0 đến 64 trong các ống nghiệm. Như hình thì ta có thể thấy là từ nồng độ 0 đến nồng độ 4,
ta không quan sát được vi khuẩn bằng mắt thường trên ống nghiệm. Người ta mới lấy cái ống nghiệm thứ tư này đi kế trên dĩa Petri thì thấy vi khuẩn vẫn có thể có khả năng sinh sôi phát triển, thì người ta xác định được ngay tại cái vị trí số 4 này là nồng độ MIC, nồng độ thấp nhất để ức chế cái con vi khuẩn này. Tiếp tục nuôi cấy, người ta lấy ra từ tăng dần lên nuôi cấy thì từ tăng lên 8, lên 16 và lên 32 thì mình quan sát được ngay cái ống 32 ở cái dĩa Petri thì vi khuẩn nó không còn phát triển được nữa. Thì người ta mới xác định được cái đó là nồng độ MBC, nồng độ tối thiểu để diệt cái con vi khuẩn. Hay như ví thí nghiệm bên tay phải cũng cho thấy được tác động kiềm khuẩn và diệt khuẩn. Trong môi trường nuôi cấy thì qua một ngày trên dĩa sẽ mọc rất là nhiều khóm vi khuẩn. Khi mà cho kháng sinh kiềm khuẩn vào thì không sinh sôi nhiều. Nó ức chế được cái lượng vi khuẩn vẫn duy trì như mức độ ban đầu. Khi mà cho vào tác động diệt khuẩn thì trên dĩa vi khuẩn của mình, tất cả các vi khuẩn đã bị tiêu diệt. Đó là những thí nghiệm mình có thể tham khảo thêm. Mình giới thiệu thêm một số khái niệm nữa là kháng sinh phụ thuộc vào thời gian và kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ. Kháng sinh phụ thuộc vào thời gian là muốn tăng tác động của kháng sinh thì sẽ tăng thời gian sử dụng hoặc là tăng thời gian tiếp xúc với kháng sinh đó. Cách tối ưu để đạt hiệu quả cao nhất khi điều trị là tăng số lần sử dụng thuốc hoặc là tăng thời gian tiếp xúc của thuốc đối với của kháng sinh đối với vi khuẩn. Các nhóm kháng sinh phụ thuộc vào thời gian như nhóm beta-lactam, nhân trừ kháng sinh imipenem, nhóm glycopeptid, nhóm quinolone và rifampicin nhân trên cầu khuẩn gram dương. Kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ là kháng sinh khi mà tăng nồng độ lên sẽ tăng khả năng tiêu diệt cũng như là tăng hiệu quả diệt khuẩn. Ở đây có một số nhóm như aminosid, còn fluoroquinolone và imipenem thì trên trực khuẩn gram âm. Dù là kháng sinh phụ thuộc vào thời gian hay là nồng độ thì đều ảnh hưởng đến cái hiệu lực diệt khuẩn của kháng sinh. Nhưng ngoài ra, cái hiệu lực diệt khuẩn không chỉ phụ thuộc vào phần tử thuốc mà còn phụ thuộc vào loại vi khuẩn mà chúng ta điều trị. Chúng ta đã nghe đến từ kháng sinh vậy rồi, thì chúng ta sẽ xem thử những cái cơ chế nào mà dẫn đến cái hiện tượng đề kháng thuốc cũng như là đề kháng sinh. Muốn kháng sinh có tác động thì kháng sinh phải giữ nguyên về, thì cái đầu tiên kháng sinh phải xâm nhập được vào bên trong cái con vi khuẩn đó. Xâm nhập vào rồi thì muốn cho tác động phải giữ nguyên về mặt cấu trúc cũng như là giữ nguyên vẹn về mặt hoạt chất để không bị phân hủy hay biến đổi ở bên trong con vi khuẩn. Và thứ ba là kháng sinh phải tác động đúng điểm đích. Đó là ba điều kiện kiên quyết để kháng sinh của mình có hiệu lực. Thì dựa vào những cái tác động của kháng sinh mà vi khuẩn sẽ tạo ra những con đường phòng vệ cho nó. Thứ nhất là nó không cho kháng sinh thấm vào bằng cách biến đổi thành tế bào. Nó có thể tạo ra các bơm đẩy thuốc để đẩy kháng sinh của mình ra, hoặc là tiết ra một cái số enzyme gây bất hoạt thuốc của mình, làm cho nó bị mất tác dụng, hoặc là nó cắt mất đi kháng sinh, làm cho nó bị biến đổi bằng các enzyme thường gặp, nhất là enzyme beta-lactam. Tiếp theo là dựa vào điểm đích mà vi khuẩn có thể làm biến đổi cái điểm đích của kháng sinh mình tác dụng đến hoặc là thay thế nó. Đó là những cái trường hợp, những cái con đường phòng vệ của vi khuẩn đối với kháng sinh. Thì cái slide tiếp theo này là mình sẽ tổng hợp lại những cái con đường mà mình nói lúc nãy, mình liệt kê lúc nãy, các bạn có thể đọc thêm trong cái tài liệu của cô cung cấp cũng như là xem trên cái màn hình, mình theo dõi trên cái màn hình của mình. Cái con đường mà gây ra cái sự đề kháng kháng sinh nhiều nhất chính là cơ chế biến đổi
vô hoạt kháng sinh bởi những enzyme do vi khuẩn tiết ra. Cơ chế tiết ra enzyme beta-lactamase làm mất tác dụng của nhóm kháng sinh beta-lactam. Ngoài ra còn có các enzyme của sự acetin hóa, phosphor hóa, vân vân, hoặc là biến đổi điểm đích, hoặc là giảm tính thẩm thấu của thành vi khuẩn, hoặc là phát triển theo một số kiểu biến dưỡng khác mà để kháng sinh đó không bị các kháng sinh đó không phát huy được cái hiệu lực. Đó là một số cơ chế của vi đề kháng của vi khuẩn. Sự đề kháng cũng chia làm hai loại là đề kháng tự nhiên và đề kháng thu nhận. Đề kháng tự nhiên là thuộc tính di truyền của vi khuẩn, nghĩa là tự bản thân của con vi khuẩn đã có khả năng đề kháng với kháng sinh rồi. Ví dụ như vi khuẩn Streptococcus đề kháng nhóm aminoxit, E. coli và trực khuẩn mũ xanh thì đề kháng tự nhiên với penicillin G, hoặc là vi khuẩn Enterobacter đề kháng tự nhiên với nhóm macrolid, E. coli và phế trực khuẩn thì đề kháng với vancomycin. Đề kháng thu nhận nghĩa là qua quá trình sử dụng, khi sử dụng ở ngoài cộng đồng thì con vi khuẩn này sẽ thu nhận những cái gen mới. Quá trình nó cứ thu nhận thì bản thân của nó sẽ tạo ra một cái gen khác, hoặc là có những cái biến đổi về nhiễm sắc thể gây nên tình trạng kháng sinh trở lại. Vậy nên khi sử dụng kháng sinh thì cần phải lưu ý, cân nhắc chứ không được sử dụng một cách tùy tiện. Tiếp theo mình sẽ tìm hiểu đến một số yếu tố thuận lợi để kháng sinh gây ra sự đề kháng. Thì sử dụng kháng sinh một cách không đúng, sử dụng quá nhiều kháng sinh hoặc là sử dụng quá thường xuyên, sử dụng một dạng duy nhất cho các bệnh. Một kháng sinh không thể dùng cho tất cả các bệnh, và muốn kháng sinh đó đạt hiệu quả cao thì phải phối hợp cùng với lại một số thuốc khác chứ không dùng đơn trị. Hoặc là dùng không hợp lý trong chăn nuôi cũng như là trong thú y, sử dụng một cách bừa bãi ngoài cộng đồng dẫn đến nó thu nhận gen mới, hoặc là sự nhân nhanh chóng của các vi khuẩn cũng làm tăng sự đề kháng của kháng sinh. Đó là một số yếu tố thuận lợi dẫn đến sự đề kháng của kháng sinh. Ngoài ra, kháng sinh còn khi sử dụng kháng sinh thì còn gặp một số các tác dụng phụ mà phổ biến nhất là rối loạn hệ tạp khuẩn ở đường ruột. Thì khi sử dụng kháng sinh, bên cạnh những cái con vi khuẩn có lợi trong đường ruột, bên cạnh những cái con vi khuẩn gây bệnh, thì trong đường ruột của mình có những cái con vi khuẩn có lợi mà kháng sinh của mình lại vô tình tiêu diệt những cái con vi khuẩn ấy đi, thì nó sẽ gây ra sự rối loạn tiêu hóa, đặc biệt gây ra cái tình trạng tiêu chảy hoặc là tiêu chảy kéo dài, thường gặp với những kháng sinh phổ rộng và theo đường uống. Tác dụng phụ tiếp theo là gây ra sự chọn lọc các chủng đề kháng, hay là gây tai biến do sự phóng thích một lượng lớn khi mà mình tiêu diệt cái con vi khuẩn, nó sẽ phóng ra nội độc tố gây độc tính trên thận, thính giác, huyết học, thần kinh, vân vân. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn khi học về từng họ kháng sinh sẽ có những cái tác dụng phụ riêng. Một số tác dụng khác thường gặp thì như dị ứng, hay là sử dụng kháng sinh với nhóm beta-lactam và sulfamid thì sẽ gặp cái trường hợp dị ứng. Tiếp đến mình làm quen với một số họ vi khuẩn thì các bạn có thể quan sát và theo dõi trên màn hình để một lát nữa mình có thể biết là kháng sinh nào diệt được những cái con vi khuẩn nào và kháng sinh nào ưu tiên dùng cho cái con vi khuẩn đó. Tiếp đến mình sẽ phân loại kháng sinh. Mình sẽ đi cụ thể vào nhóm kháng sinh đầu tiên là beta-lactam.
trong nhóm beta-lactam thì mình có bốn cái nhánh nhỏ. Hay còn gọi là mình có bốn cái nhánh nhỏ là Benem hay còn gọi là Penicillin, Cepha hay còn gọi là Cephalosporin hoặc là Carbapenem hay là Monobactam. Ngoài ra thì còn có các chất kháng cái enzyme beta-lactamase. Đây là cái cấu trúc của nhóm beta-lactam. Về cơ chế tác động thì nhóm beta-lactam là nhóm ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn. Nó đã ức chế bằng cách kháng sinh, nó sẽ gắn vào BBB, người ta gọi là penicillin building protein. Khi mà gắn vào BBB này thì nó ức chế tổng hợp peptidoglycan, khi đó sẽ gây ra tổn thương trên thành tế bào vi khuẩn. Mình trên hình cái dãy màu xanh xanh là thành peptidoglycan, mà các peptidoglycan này muốn nối với nhau thì phải qua một cái enzyme nối là transpeptida, và cái chất nối là BBB. Thì kháng sinh của mình sẽ gắn trên cái BBB này, làm cho peptidoglycan không thể gắn lại với nhau nữa, sẽ ngăn cản cái sẽ làm cái thành tế bào này nó mất đi, sẽ làm tổn thương cái con vi khuẩn, làm ngăn cản cái sự phát triển cũng như là sinh trưởng của con vi khuẩn. Tiếp đến là hình ảnh cấu trúc của thành tế bào vi khuẩn gram âm và gram dương. Mình xem thử có sự khác biệt giữa hai cái cấu trúc này. Ở bên tay trái là cấu trúc về thành tế bào vi khuẩn gram dương. Trên gram dương các bạn có thể thấy là cái thành peptidoglycan của mình nó rất là dày. Nhưng ngược lại ở thành tế bào vi khuẩn của con gram âm thì nó mỏng, nhưng mà nó lại có một cái lớp màng ngoài. Cái màng ngoài này ngăn cản sự cản trở đi vào của thuốc, và nó còn xuất hiện thêm những cái enzyme beta-lactamase làm mất tác dụng của kháng sinh, nên vi khuẩn gram âm này rất là khó để có kháng sinh đi vào bên trong. Thì những cái kháng sinh mà có chút nhỏ mới đi vào và mới đi vào được và tác động đến cái con vi khuẩn này. Về cơ chế đề kháng kháng sinh thì lúc nãy mình nói trước, mình đã nói trước đó, mình nhắc lại một chút là có sự giảm tính thẩm thấu sản xuất bơm để bơm ngược kháng sinh, hay là biến đổi điểm đích BBB. Cái mà và tiết enzyme beta-lactamase làm mất hoạt tính của kháng sinh. Nhóm mình sẽ đi vào phần penicillin. Thì trong phần penicillin, trước khi mà vào, mình sẽ tìm hiểu xem một số khái niệm về vi khuẩn. Ta có vi khuẩn Staphylococcus aureus là con tụ cầu vàng mà nó nhạy cảm với methicillin, sẽ gọi là MSSA. Là có nghĩa là kháng sinh methicillin này sẽ tiêu diệt được cái con vi khuẩn này. Tiếp đến CAMRSA là con tụ cầu vàng kháng với methicillin nhưng ở ngoài cộng đồng. Còn MRSA là tụ cầu vàng kháng methicillin nhưng mà ở bệnh viện. Trong ba cái con này thì con MRSA là nguy hiểm nhất. Về phân loại nhóm kháng sinh và phổ kháng sinh thì kháng sinh penicillin của mình sẽ chia thành 5 phân nhóm nhỏ. Mỗi phân nhóm sẽ có những cái phổ kháng khuẩn khác nhau. Đầu tiên mình sẽ đi vào phân nhóm penicillin G và V. Penicillin G còn có tên gọi khác là benzin penicillin. Penicillin V có tên gọi khác là phenoxymethylpenicillin. Cái phổ kháng khuẩn của G và V thì chủ yếu là trên vi khuẩn gram dương.
Nhưng lưu ý là những cái con vi khuẩn này không phải không tiết được penicillinase vì enzyme này sẽ làm phân hủy cái kháng sinh. Ngoài ra, penicillin cũng penicillin G và V đặc biệt trị con xoắn khuẩn Treponema pallidum, xoắn khuẩn gây ra bệnh giang mai. Penicillin G thì bị phân hủy bởi axit của dạ dày nên thường người ta sẽ sử dụng ở dạng muối để tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. Penicillin V thì bền hơn trong axit dạ dày nên có thể sử dụng đường uống được. Vì penicillin có tác động khá là ngắn, T1/2 chỉ khoảng 30 phút nên người ta sẽ cải thiện tăng thời gian tác động của nó bằng cách phối hợp với propionate cạnh tranh thải trừ với nhau cho tác động thời gian kéo dài hơn. Cái này mình đã học trong dược động học rồi. Ứng dụng trong điều trị lậu cầu hoặc là người ta sử dụng dưới dạng một cái dạng khác của penicillin như dạng bezapenicillin G hay procaine penicillin G cũng cho tác dụng kéo dài tương tự nhưng chỉ sử dụng đường tiêm bắp. Về chỉ định thì từ tác dụng là trị nhiễm trùng thì tùy vào vị trí của vi khuẩn mà người ta sử dụng những mục đích trị nhiễm trùng khác nhau như nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng máu. Và đặc biệt là cái con này sẽ đặc biệt là kháng sinh này sẽ dùng để điều trị giang mai lậu. Tác dụng phụ chủ yếu của nhóm thuốc này là dị ứng và do thuốc thải trừ qua thận nên còn có một số tác dụng phụ khác như là gây độc cho người bị suy thận. Từ tác dụng phụ thì mình suy ra được cái chống chỉ định của nó là không sử dụng cho những người bị có tiền sử dị ứng hoặc là thận trọng cho người bị suy thận. Mình qua nhóm kháng sinh tiếp theo là penicillin A. Penicillin A thì mình có ampicillin hoặc là amoxicillin. Về phổ kháng khuẩn thì có cái kháng sinh này có phổ kháng khuẩn rộng hơn penicillin G, có nghĩa là kháng trên cả vi khuẩn gram âm và vi khuẩn gram dương. Nhưng mà hiện nay nó đã bị đề kháng rất là nhiều vì sử dụng bằng đường uống. Đường uống là cái đường khá là dễ dàng để sử dụng thuốc và phổ kháng sinh của cái con của kháng sinh này rộng nên là thường dễ dàng kê đơn cũng như là dễ dàng sử dụng nên hiện nay đã bị đề kháng rất là nhiều. Ở đây mình có sự khác, mình phân biệt sự khác nhau giữa ampicillin và amoxicillin. Thì amp của mình sẽ sử dụng vào lúc đói tại vì thức ăn ảnh hưởng đến hấp thu và sinh khả dụng của nó thấp, chỉ khoảng 40-50%, nên mình chỉ có thể sử dụng uống vào lúc đói để đạt cái hiệu quả cao hơn. Ampicillin thì không bền với enzyme beta-lactamase nên phải kết hợp với sulbactam. Còn amoxicillin thì ngược lại, vì khả năng hấp thu của nó cao hơn ở mức 80-90%, ít bị ảnh hưởng bởi thức ăn nên có thể sử dụng lúc no cũng được, đói cũng được. Amoxicillin cũng không bền với enzyme beta-lactamase nhưng nó sẽ kết hợp với acid clavulanic. Ngoài ra còn dùng trong phác đồ điều trị con vi khuẩn HB, Helicobacter pylori, con vi khuẩn gây rét dạ dày. Tiếp đến là penicillin M thì gồm có methicillin, oxacillin, diclosacillin là những cái nhóm kháng sinh là những cái nhóm mà kháng được cái enzyme beta lactamase. Đặc biệt đây là nhóm kháng sinh ưu tiên để trị cái con MSSA và không có hiệu lực trên MRSA. Methicillin thì hiện nay đã không được sử dụng nữa vì gây ra viêm thận mục kẽ nên không còn được áp dụng, không còn được sử dụng trên thị trường. Trong đó thì diclosacillin là có hoạt tính cao nhất.
Đó là những cái điểm cần chú ý của penicillin M. Tiếp tục mình sẽ qua bên carboxypenicillin. Qua đến carboxypenicillin thì mình có hai loại kháng sinh là ticagrelor và capecitabine. Về phổ kháng khuẩn thì có phổ rộng hơn cả penicillin A, mở rộng trên cả vi khuẩn gram âm và gram dương. Gram âm thì trị được cái con trực khuẩn mũ xanh và enterobacter cũng như là những cái con vi khuẩn đường ruột. Và lưu ý là nó bền với men cephalosporinae do vi khuẩn tiết ra. Dùng theo đường tim tĩnh mạch. Và để tăng tác dụng cũng như là tăng hiệu lực thì sẽ phối hợp kháng sinh này với acid clavulanic. Tiếp theo mình sẽ đến nhóm cuối cùng là uredopenicillin. Nhóm gồm có piperacillin và methicillin. Có cái phổ kháng khuẩn rộng nhất trong nhóm penicillin, trên cả gram âm và cả gram dương, mở rộng cả trên vi khuẩn kỵ khí. Nó tác động trên trực khuẩn mũ xanh mạnh hơn nhóm carboxypenicillin. Và nó có kháng sinh dự phòng. Nó được dùng kháng sinh dự phòng trong sản khoa hoặc là phụ khoa. Đối với phối hợp thuốc thì có thể phối hợp với tazobactam. Tổng kết lại thì mình có một vài điều cần nhớ về cái loại về nhóm kháng sinh penicillin này, có đuôi nhận biết là cyclin, penicillin G và V thì kháng khuẩn gram dương là chủ yếu và đặc biệt là trị con xoắn khuẩn giang mai. Penicillin G không bền đường uống nên phải dùng đường tiêm. Penicillin V thì có thể dùng được đường uống. Thời gian tác động của penicillin G ngắn và thường phải phối hợp với probenecid để kéo dài cái thời gian tác động. Ngoài ra thì sử dụng những cái dạng khác như brocain penicillin G để tăng hiệu quả. Penicillin A thì có amoc và amb thì mình phải nhận biết được cái sự khác nhau giữa amoc và amb. Ngoài ra thì nó là cái phổ kháng khuẩn mở rộng trên cả vi khuẩn gram âm và gram dương. Đặc biệt là amoc và amb thì phải sử dụng. Đặc biệt là amb thì sử dụng vào lúc đói, còn amoc thì không. Amb kết hợp với sulbactam, còn amoc thì kết hợp với acid clavulanic. Và amoxicillin thì có thể điều trị cái con vi khuẩn HB. Tiếp đến là penicillin M thì chú ý đây là kháng sinh ưu tiên để trị con MSSA và không trị được MRSA. Methicillin thì hiện nay không còn sử dụng, không còn được sử dụng vì gây viêm thận mô kẽ. Và diclosacillin thì có hoạt tính mạnh nhất trong nhóm. Tiếp đến là carboxypenicillin là phổ kháng khuẩn thì cả âm, cả vi khuẩn gram âm và gram dương. Trên vi khuẩn gram âm thì trị được con trực khuẩn mũ xanh và enterobacter. Có thể kết hợp với acid clavulanic để tăng hiệu lực. Cuối cùng là nhóm uredopenicillin là nhóm kháng sinh mạnh nhất trong họ penicillin, có tác động lên trực khuẩn mũ xanh rất là mạnh, mạnh hơn cả carboxypenicillin và nó có mở rộng trên cả vi khuẩn gram âm, gram dương và đặc biệt trên con vi khuẩn kỵ khí. Nhóm em đã trình bày xong. Các bạn có thắc mắc hay muốn hỏi chỗ nào thì comment lên giúp mình nha. Các bạn muốn hỏi hay là thắc mắc chỗ nào để mình giải đáp lại không ạ?
phần cơ chế của beta-lactam. Cơ chế tác động của beta-lactam thì cơ chế chủ yếu là nó sẽ, cơ chế chính của nhóm beta-lactam là ức chế thành tế bào vi khuẩn. Trên cái thành tế bào thì sẽ có những cái chuỗi polypeptide sẽ gắn với nhau bằng những cái enzyme transpeptida và gắn nhau tại cái điểm BBB. Thì cái nhóm beta-lactam của mình sẽ tác động tại cái điểm BBB này, ức chế cái quá trình tổng hợp peptidoglycan và gây tổn thương trên thành tế bào của vi khuẩn. Từ đó thì sẽ làm cho con vi khuẩn của mình chết đi. Đó là hiệu lực của cái kháng sinh mà mình sử dụng. Thì cái cơ chế chính của nó là tác động trên thành tế bào. Mình giải thích lại rồi á, bạn nắm được chưa? Bạn Long hiểu chưa? Cô em đã trình bày xong rồi, cô có những cái gì cô cần nhóm em em có câu hỏi lượng giá không? Dạ có, chị nhóm em qua phần câu hỏi lượng giá luôn nha cô. Qua câu hỏi lượng giá đi. Thì trước khi mà mình vào cái câu hỏi lượng giá thì các bạn comment cái câu trả lời cùng với cái số thứ tự và cái đáp án đúng nhất, mình sẽ ghi nhận cho cái người trả lời nhanh nhất ở trên cái phần chat này nha. Đây là phần câu hỏi lượng giá của nhóm mình. Câu đầu tiên, kháng sinh được sử dụng khi nào? Các bạn trả lời trên cái phần chat nha. Có rất là nhiều bạn trả lời. Mình sẽ... Bên nhóm 2 thì có bạn Lưu Huyền Thi trả lời nhanh nhất. Đáp án của bạn là câu A. Còn bên nhóm 1 thì có bạn Bùi Thị Thanh Loan là trả lời nhanh nhất. Đáp án của mình là câu A. Qua câu thứ hai nha. Penicillin G hay còn được gọi là hay còn có được có tên gọi khác là gì? Các bạn comment á giúp mình là câu hỏi với lại cái đáp án luôn nha. Thì mình mới ghi nhận là cái câu nào trả lời nhanh nhất. Nhóm 2 có bạn Xuân Diệp Trường. Diệp Trường Xuân, mình xin lỗi mình đọc tên lộn. Còn nhóm 1 thì mình đang ghi nhận. Nhóm mình câu trả lời của câu số 2 là
Đáp án A. Thì bên nhóm 2 là có bạn Xuân. Mình xin lỗi, câu này mình đã lộ đáp án luôn rồi. Tại vì mình ghi nhận đáp án nhưng mà các bạn trả lời chưa có đúng á. Nên à, câu B mới đúng. Xin lỗi. Mình xin lỗi các bạn nha, do cái nhóm mình đang đang thảo luận lộn. Penicillin G hay còn được gọi là benzin penicillin. Đáp án của câu 2 là B. Bên nhóm 2 thì có bạn Diệp Trường Xuân là trả lời nhanh nhất. Còn bên nhóm 1 thì mình đang đợi nhóm mình thông báo. Nhóm 1 bạn nào trả lời nhanh nhất vậy mấy bạn ơi? Bạn nhóm 1 thì có bạn Nguyễn Duy Khánh trả lời đúng và nhanh nhất nha. Mình qua câu thứ 3. Cha đẻ của kháng sinh là ai? À, mình mới tới câu hỏi thứ 3 thôi nên các bạn nhắn cái số câu hỏi là số 3 nha. Ở bên nhóm 2 các bạn trả lời qua luôn câu 4 rồi. Bạn Hồ Thanh Trúc ở bên nhóm 2 là trả lời nhanh nhất. Đáp án. Còn bên nhóm 1 là bạn Bùi Thị Hương Giang. Đáp án của mình, đáp án đúng là câu B. Tại vì bên nhóm 1 á, là bạn Khánh á, là bạn trả lời cái câu hồi nãy đã được ghi nhận rồi. Nên là mình sẽ nhường cái câu này cho bạn khác. Là bạn Bùi Thị Hương Giang nha. Mình qua câu thứ 4. Nồng độ tối thiểu để cần thiết để tiêu diệt vi khuẩn là nồng độ nào? Được viết tắt là nồng độ nào? Ở bên nhóm 2 thì có bạn Nguyễn Thị Bích Tuyền là trả lời đúng và hợp lệ nhất. Bên nhóm 1 là bạn Hoàng Mỹ Linh. Đáp án của mình là câu C. Ghi nhận cho bạn Nguyễn Thị Bích Tuyền và bạn Hoàng Mỹ Linh nha. Qua đến câu thứ 5. Có bao nhiêu cơ chế tác dụng của kháng sinh? Bên nhóm 2 có bạn Nguyễn Ngọc Tường Vy trả lời nhanh nhất. Còn nhóm 1 có bạn nào? Nhóm 1 có bạn Trần Ngọc Trần Duy Ngọc. Đáp án của mình là câu A. Có 4 cơ chế. Thì đây là tất cả các câu hỏi lượng giá về cái bài của mình. Dạ, nhóm em đã trình bày xong. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, bạn nào lúc nãy được bạn mình công nhận là câu trả lời đúng và nhanh nhất thì mấy bạn gõ tên, mã số sinh viên với lại câu lại dùm cho cô trong cái ô chat ha. Rồi, phần đầu tiên
của nhóm 1 có thể là nói là phần nặng nhất ở trong cái bài của mình, bởi vì nó gồm cả cái phần đại cương và một phần lớn của cái nhóm beta-lactam, đó là penicillin. Và bạn cũng đã nói cho mình rất là rõ ràng rồi, chắc mấy bạn nghe thì cũng đã hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ thì cô sẽ tóm lại cho, nãy bạn cũng đã tóm lại cho em những cái ý quan trọng trong cái phần tổng kết rồi. Thì bây giờ mấy bạn chiếu slide lại lần nữa để cô có thể tổng kết lại một lần nữa, mấy bạn chú ý vào những đặc điểm quan trọng đó, rồi xem lại xem trong cái phần tổng kết của mình có đầy đủ những ý đó hay chưa nha. Để mà sau này mình kiểm tra hoặc là mình thi thì nó có tài liệu đầy đủ để mình có thể mà mình nhìn vào cái ô tổng kết đó thì mình sẽ học được phần lớn cái nội dung trong bài. Được chưa? Rồi chiếu slide lại giùm cô đi. Rồi khi mà mấy bạn hiểu rõ được vấn đề thì mấy bạn sẽ nói tự tin, và như vậy thì bạn mình sẽ dễ hiểu hơn ha. Bạn mình đã nói rất là rõ ràng, dễ hiểu các cái vấn đề cho mình rồi. Phần của cô chỉ là tổng kết lại những cái đặc điểm quan trọng của cái phần này ha. Cho nên là khi bạn thuyết trình thì em phải nghe, bởi vì những cái nào mà bạn nói rõ rồi thì có thể là cô sẽ không giải thích lại nữa, mà cô chỉ chốt lại những cái điểm quan trọng nhất thôi nha. Rồi từ đầu đi em, từ đầu đi. Rồi, định nghĩa của kháng sinh thì không có cái gì phức tạp ha. Đó là những cái chất mà có thể ảnh hưởng chuyên biệt lên một cái gọi là một cái giai đoạn chuyển hóa thiết yếu của vi sinh vật. Có hồi nãy cô nhắc mấy bạn về cái định nghĩa kháng sinh nói chung ha. Hồi nãy có mình có cái câu 1 đầu tiên á, thì mấy bạn nhớ mấy bạn có cái phân loại là kháng sinh kháng khuẩn, kháng sinh kháng nấm và kháng sinh kháng siêu vi không? Siêu vi đó chính là virus đó ha. Rồi đó chính là virus ha. Cho nên là kháng sinh mình cũng có những cái kháng sinh diệt virus, và nó cũng có cả những cái kháng sinh chống ung thư nữa ha. Nhưng mà đối với cái bài này thì mình đề cập nhiều tới kháng sinh kháng khuẩn thôi. Rồi, rồi. Mình qua ha. Hồi nãy cô thấy mấy bạn có một số cái phân loại đó, kháng sinh phổ rộng, kháng sinh phổ hẹp, đợi cho cô slide đó đi. Từ trên xuống dưới đi để cho anh đừng sót. Rồi kháng sinh nó có nhiều cách phân loại. Thứ nhất là phân loại theo cấu trúc giống như bạn nói. Thứ hai đi em. Phân loại theo cấu trúc thì mình sẽ đi trong bài. Rồi thứ hai là kháng sinh phổ rộng và kháng sinh phổ hẹp. Thì ở trong slide của bộ môn cung cấp cho em thì nó nằm ở khoảng cái slide số 15 á, khoảng slide số 15 á, thì nó có một cái slide gọi là kháng sinh phổ rộng và kháng sinh phổ hẹp. Và là cái slide mà hai cái viên thuốc nó cầm cái lồng giống như là lồng chim vậy đó, em thấy không? Hình bên trái là nó sẽ bắt được nhiều loại con, nhiều màu sắc khác nhau. Hình bên phải là nó chỉ bắt được một loại thôi. Và ở chỗ này người ta có câu hỏi trắc nghiệm. Người ta hỏi em là đâu là kháng sinh phổ rộng, đâu là kháng sinh phổ hẹp. Vậy thì trong cái phần tổng kết của cái phần đại cương này, nhóm của mấy bạn sẽ chịu khó thêm vô cho bạn mình những cái hoạt chất đó, hoặc là cắt lấy cái hình đó để vô cho cái phần tổng kết cho bạn, được không? Người ta có hỏi trắc nghiệm phần này, cho nên là cô muốn mấy bạn chú ý phần này. Kháng sinh phổ rộng, ví dụ carbapenem, chlorampheniconazole, rồi quinolone thế hệ 3, cephalosporin thế hệ 2-3-4 hoặc tetracycline. Kháng sinh phổ hẹp thì có penicillin, lincosamide, glycopeptide, streptocramine và rifampicin. Thì tạm thời mấy bạn chưa có hiểu được những cái kháng sinh tên đó có nghĩa là gì, bởi vì mình bắt đầu mới tiếp xúc với nó mà. Nhưng mà mình phải ghi nhận lại để sau khi mình học xong bài này, người ta sẽ hỏi câu trắc nghiệm thuốc nào là kháng sinh phổ rộng, thuốc nào là kháng sinh phổ hẹp, thì mình đã có cái chỗ để tổng kết rồi. Đọc rộng và hẹp thì mấy bạn hiểu ha. Bạn mình cũng đã nói rồi, rộng có nghĩa là nó điều trị nhiều loại vi khuẩn, gram âm có, gram dương có. Còn đối với hẹp là nó chỉ thu hẹp gọn trên một số loại vi khuẩn nhất định thôi, được chưa?
Rồi đã đánh dấu slide đó lại chưa? Và mấy bạn cũng như nên soạn lại cho bạn mình cái phần tổng kết có cái phân loại này ha. Rồi tiếp đi em. Chiếc slide to ra đi con gái. Rồi phân loại theo tác dụng thì hồi nãy mình nói rồi. Thật ra nó còn kháng sinh kháng ung thư nữa. Nhưng mà ở đây mình đề cập nhiều nhất là kháng sinh kháng khuẩn ha. Tiếp đi. Rồi lịch sử kháng sinh bạn đã nói kỹ cho em rồi thì em coi lại để biết ha. Cái này là một số môn người ta cũng có nói. Rồi qua. Rồi về cơ chế tác dụng của kháng sinh thì bắt buộc mình phải nắm. Cơ chế tác dụng thì mình phải nắm đó. Nó có sẽ có bốn cái cơ chế chính. Đó là ức chế tổng hợp thành, ức chế tổng hợp màng, rồi ức chế sự tổng hợp protein và ức chế sự tổng hợp trên axit nucleic. Thì bây giờ làm sao để học được cái này? Thì những cái cơ chế, ví dụ như bây giờ, tại thời điểm bây giờ thì em chủ yếu là nắm bốn cơ chế chính ha. Rồi người ta hỏi thuốc nào thuộc cái nhóm đó. Thì bây giờ mình sẽ, đây là bạn đã ghi nhận cho em cái cơ chế rõ ràng rồi ha. Nhưng mà vô từng cái thuốc mình sẽ giải thích lại. Cho nên là ở chỗ này, ở tại chỗ này thì chủ yếu của mình là mình nắm nhóm dược lý ha. Ví dụ ức chế sự tổng hợp thành thì mình có beta-lactam, có vancomycin. Vancomycin là nhóm glycopeptic đó. Rồi phosphomycin. Đó chính là cái slide ở vị trí số 7 của bộ môn đó. Cơ chế tác động của kháng sinh, mấy bạn thấy không? Ức chế sự tổng hợp thành của vi khuẩn thì mình có beta-lactam. Rồi mình có glycopeptic, mình có phosphomycin. Nhìn ở slide này để mấy bạn thấy rằng nó đều là ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn nhưng cơ chế của nó khác nhau. Nhưng cơ chế của nó khác nhau. Rồi thì thôi tại thời điểm này em chỉ cần nắm cái nhóm thuốc nào có cơ chế ức chế tổng hợp thành thôi. Rồi vô từng cái nhóm cụ thể thì bạn sẽ giải thích cho em rõ hơn, giống như lúc nãy penicillin bạn đã giải thích rõ lại cho mình rồi đó. Rồi tiếp đi. Rồi thứ hai là ức chế sự tổng hợp protein của vi khuẩn. Thì mấy bạn biết là để mà tạo thành protein thì các cái ribosome sẽ trượt lên sợi ARN. Thì ribosome thì mình sẽ có hai tiểu đơn vị là 50S và 30S. Thì các cái thuốc của mình sẽ có những thuốc ảnh hưởng trên tiểu đơn vị 30S, sẽ có những thuốc ức chế trên tiểu đơn vị 50S ha. Rồi như vậy thì mấy bạn phải biết cái nào là 50S, cái nào là 30S. 50S ví dụ như macrolide nè, rồi chloramphenicol nè, glucosamic nè. 30S thì mình có tetracycline aminoglycosic hay còn gọi là aminosic. Thì cái chỗ này mình bắt buộc phải nhớ ha. Rồi cho cô slide tiếp theo. Cô nói qua rồi cô sẽ tổng kết lại lần nữa cho phần này ha. Rồi bạn chỉ cho em cái tác động, ví dụ macrolide glucosamic là ảnh hưởng đến tiểu đơn vị 50S. Này là kỹ hơn một chút nữa để cho em thấy ha. Rồi chloramphenicol cũng là 50S. Rồi tetracycline thì là tiểu đơn vị 30S. Aminosic là tiểu đơn vị 30S. Được chưa? Rồi tiếp theo đó là ảnh hưởng trên cái chức năng của axit nucleic. Axit nucleic là gợi cho mình nhớ tới ADN, ARN đúng không nè. Thì mình có nhóm nào? Mình có nhóm 5-nitroimidazole, rồi mình có quinolone, mình có rifampicin, mình có sulfamic. Rồi thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà tổng hợp hoặc là sao chép ADN. Rồi vậy thì tóm lại muốn học được cái phần này thì mình còn màng nữa đúng không? Cho cô một slide tiếp theo đi rồi tóm lại luôn. Rồi ức chế tổng hợp màng tế bào vi khuẩn thì mình có polymycin và daptomycin. Em có thể nhìn thấy cái hình không? Rồi các cái thuốc của mình, cái nó sẽ làm cho cái lớp phospholipid kép của mình nó bị tăng tính thấm. Có nghĩa là nó sẽ làm cho một số cái ion nó bị thoát ra ngoài. Nó bị thoát ra ngoài làm ảnh hưởng tới cái điện giải hoặc là ảnh hưởng tới những cái chất ở trong bào tương. Rồi em có thể nhìn thấy rõ đúng không?
như thế gọi là làm tăng tính thấm, làm ảnh hưởng tới màng tế bào vi khuẩn. À, nó đang xen vào trong các cái lớp phospholipid kép và nó sẽ làm cho các cái ion ở phía trong bị thoát ra ngoài. Để cho người ta gọi là mất đi tính thẩm thấu chọn lọc của màng. Thì mình có polymyxin và daptomycin. Vậy thì làm sao để học được phần này? Bắt buộc cái phần này em phải học. Bởi vì người ta sẽ hỏi mình cơ chế. Chắc chắn rằng sẽ hỏi cơ chế. Thì muốn học được thì em sẽ vẽ hình tế bào vi khuẩn ra. Nha. Rồi dòng ngoài cùng đó là thành. Kế tiếp nữa là màng. Ở trong cái slide của mấy bạn, ở trong slide bộ môn cung cấp cho mấy bạn đó, sau cái hình đó, mấy bạn cũng đã có một cái hình. Mấy bạn về vẽ ra cái hình giống như vậy. Nha, mấy bạn về vẽ ra cái hình giống như vậy. Đó là lớp ngoài cùng là thành. Kế tiếp là màng. Rồi kế tiếp nữa đó là cái ribosome trực với sợi ARN mình vẽ trên cột dưới cột ha. Rồi mình sẽ vẽ ra ADN. Rồi như vậy là gần đầy đủ rồi đó. Rồi mình mới lấy cái mũi tên mình chỉ vô phía thành. Thì mình có những cái nhóm kháng sinh nào? Có beta-lactam, có glycopeptide, có cái phosphomycin. Rồi sau đó kế tiếp thành là màng. Thì ảnh hưởng tới màng thì mình có polymycin, daptomycin. Kế tiếp nữa là ảnh hưởng trên sự tổng hợp protein. Protein thì có 50S, có 30S. Ha. Gắn lên 50S ribosome thì có macrolide, chloramphenicol, lincosamide. Gắn lên 30S thì có tetracycline, aminosic. Rồi cuối cùng là ảnh hưởng cho sự tổng hợp acid nucleic thì có 5-nitroamidazone, quinolone, sulfamide. Lúc đầu thì sẽ có thể hơi khó bởi vì những cái tên nhóm kháng sinh nó có vẻ hơi lạ. Nhưng tin cô đi, em vẽ dừng một lần, hai lần là tự nhiên em sẽ nhớ kỹ cái phần này. Và sau đó em sẽ làm được cái câu hỏi thuộc về cơ chế. Ha. Rồi, vậy thì từ hồi nãy giờ, cái mà mình cần phải nhớ đó là cái cơ chế tác dụng ha, cơ chế tác dụng. Mà muốn học được cơ chế tác dụng, vẽ cái hình ra rồi chĩa vào ha. Rồi thứ hai đó là phân loại dựa theo cái phổ, thì có phổ rộng, phổ hẹp, và mấy bạn phải biết thuốc nào phổ rộng, thuốc nào phổ hẹp, được chưa? Rồi tiếp cho cô đi. Rồi khái niệm tiếp theo mấy bạn cần phải để ý đó là khái niệm MIC, MBC, PAE. Khái niệm này sẽ giống nãy bạn đã đặt câu hỏi trắc nghiệm và bộ môn cũng có cái câu hỏi trắc nghiệm giống giống như vậy ha. MIC được gọi là nồng độ ức chế tối thiểu ha. Nồng độ ức chế tối thiểu, dịch từ phía sau ra phía trước, nồng độ ức chế tối thiểu là nồng độ tối thiểu của kháng sinh có thể ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn ở mức có thể quan sát được. Nhớ cái định nghĩa này ha. Và nó sẽ ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn. Còn nồng độ diệt khuẩn tối thiểu có nghĩa là nồng độ tối thiểu để tiêu diệt vi khuẩn. Rồi mình có một cái khái niệm cuối cùng là gọi là hiệu ứng hậu kháng sinh. Vậy thì hồi nãy cô có thấy mấy bạn hỏi như thế nào là hiệu ứng hậu kháng sinh? Mình nói một cách đơn giản như vậy. Đó là khi nồng độ của kháng sinh trong huyết tương có thể thấp xuống bằng không, nó vẫn có khả năng diệt khuẩn một thời gian, ức chế sự phát triển của vi khuẩn một thời gian nữa, thì người ta gọi đó là hiệu lực hậu kháng sinh. Đáng lẽ là đối với những thuốc bình thường, khi mà nồng độ thuốc ở trong máu bằng không thì dĩ nhiên là không còn tác dụng nữa, đúng không? Nhưng đối với những cái kháng sinh này, ngay cả khi nồng độ thuốc trong máu bằng không thì cái khả năng ức chế vi khuẩn nó vẫn còn được một khoảng thời gian nữa. Có nghĩa cô ví dụ nè, ví dụ như bây giờ thuốc của cô đã hết tác dụng nhưng mà nó vẫn có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn thêm 4 giờ hoặc 8 giờ nữa. Có nghĩa là sau khi mà nồng độ thuốc cô đã xác định trong máu bằng không thì 4 giờ sau đó vẫn không thấy sự phát triển của vi khuẩn. Ha, thì người ta gọi đó là thuốc có hiệu lực hậu kháng sinh. Được chưa? Vẫn còn tác dụng sau khi, mặc dù thuốc đã đạt cái nồng độ thấp rồi nhưng mà cái khả năng ức chế vi khuẩn nó vẫn còn. Ha, gọi là hiệu lực hậu kháng sinh. Được chưa? Rồi mấy bạn sẽ nhớ cái định nghĩa này để người ta hỏi trắc nghiệm ha. Và dựa vào MBC và MIC, người ta có đưa ra hai loại kháng sinh, đó là kháng sinh kiềm khuẩn và kháng sinh diệt khuẩn. Thì ở slide bộ môn em có một cái hình, không
Biết mấy bạn cho cô qua slide tiếp theo đi. À rồi thôi, cô giải thích cái hình này trước ha. Rồi mấy bạn có thấy không? À cái này là nhìn bằng mắt thường. À, cho cô cái hình, em coi cho cô cái hình. Cái hình lúc nãy. Cái hình bên trái em thấy không nè, ở trong slide em cũng có. Nó là một dải nồng độ, 8 nồng độ 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Thì người ta quan sát bằng mắt thường, người ta thấy là ở cái 0.5, 1, 2 vẫn nhìn thấy những khóm kháng sinh. Dĩ nhiên là em không thể nhìn thấy được con, à, xin lỗi, những khóm vi khuẩn. Dĩ nhiên em không thể nhìn thấy một con vi khuẩn bằng mắt thường, nhưng em có thể nhìn thấy một khóm vi khuẩn nó tụ lại ha. Ví dụ như em cấy trên đĩa thạch thì em biết đúng không, em sẽ nhìn thấy được khóm vi khuẩn đúng không ha. Rồi như vậy thì trong cái từ cái nồng độ kháng sinh 0.5 đến 2 em vẫn nhìn thấy cái khóm vi khuẩn ở trong cái dịch đó bằng mắt thường, nhưng đến 4 thì em không thấy nữa. Nhưng mà khi em cấy lên đĩa thạch, em nuôi cấy nó thì em thấy là có vi khuẩn. Vậy thì chứng tỏ rằng là vẫn còn cái con vi, khi mà mình cấy lên đĩa thạch là mình nuôi nó ha, cho nên bắt đầu nó phát triển. Rồi như vậy người ta xác định cái giá trị 4 đó là giá trị MIC, đó là nồng độ tối thiểu ức chế sự phát triển của vi khuẩn mà mình có thể nhìn thấy được ha. Thấy anh kịp không? Có nghĩa là mình nhìn trên ống, tại vì lúc đó trong đó có kháng sinh, mấy bạn phải hiểu ha, trong cái ống số 4 có kháng sinh à, cho nên cái con vi khuẩn nó tạm thời nó bị ức chế sự phát triển. Này kia nè, khi mà mình lấy ra khỏi cái môi trường thì lúc đó nó không còn kháng sinh nữa, mình nuôi cấy thì cái con vi khuẩn nó phát triển, được chưa? Có nghĩa là cái nồng độ tối thiểu ức chế sự phát triển của kháng sinh mà có thể nhìn thấy được. Rồi qua cái nồng độ 8 thì người ta thấy rằng là nhìn bằng mắt thường thì cũng không thấy các cái khóm vi khuẩn, nhưng mà cấy, nuôi cấy thì vẫn có nhưng mà số lượng ít hơn. Rồi tới 16 cũng vậy, nhưng mà tới 32, tới cái nồng độ 32 mình cấy vi khuẩn trên đĩa thạch thì không có con vi khuẩn nào hết. Và dĩ nhiên nồng độ 64 cũng không thấy con nào hết. Thì nồng độ 32 được gọi là MBC, nồng độ diệt khuẩn tối thiểu. Cái này mấy bạn đã học nhiều trong vi sinh rồi. Cái này hình này nó chỉ để cho mình nhìn thấy lại thôi. Thì mấy bạn chỉ cần nhớ cho cô cái khái niệm MIC, MBC, PAE. Rồi, như thế nào gọi là kiềm khuẩn và như thế nào gọi là diệt khuẩn thì em nhìn cái hình bên phải, được chưa? Rồi, 7 cái con vi khuẩn đó sau một ngày thì nó nhân lên rất nhiều vi khuẩn. Tác động kiềm khuẩn có nghĩa là sao? Đối với cái đĩa thạch có 7 con đó ha, thì mình cho cái thuốc của mình vào, và nếu như buổi sau mình đếm mình vẫn chỉ thấy có 7 con thôi, có nghĩa là nó kiềm khuẩn, có nghĩa là kiềm chế sự phát triển của vi khuẩn, được chưa? Làm cho vi khuẩn không có phát triển được. Rồi nhưng mà nếu như cái kháng sinh của mình là có tác động diệt khuẩn thì qua ngày hôm sau là nó chết hết, thấy chưa, rõ chưa? Như vậy gọi là diệt khuẩn, như vậy gọi là kiềm khuẩn ha. Kiềm khuẩn là chỉ ức chế sự phát triển của nó thôi ha, còn diệt khuẩn là giết chết nó. Rồi tiếp theo, rồi ở sau cái hình này ở trong slide thì nó có cái những thuốc gọi là kiềm khuẩn, những thuốc gọi là diệt khuẩn. Thì mấy bạn phải nắm cho cô là những thuốc nào là kiềm khuẩn, những thuốc nào là diệt khuẩn nha. Cái hình bên trái của bộ môn đó là kiềm khuẩn, thực ra em nhìn vô em cũng đoán được à, những cái con vi khuẩn nó bị trói lại thì có nghĩa là kiềm chế thôi. Còn cái hình bên phải là mấy con vi khuẩn nó chết ngắt rồi, gọi là diệt khuẩn. Vậy thì em phải nhớ giùm cho cô kháng sinh nào là kiềm khuẩn và kháng sinh nào là diệt khuẩn. Và người ta nói rằng cái kiềm khuẩn và diệt khuẩn thì chỉ có mang tính chất tương đối thôi. Ví dụ như penicillin thì được gọi là cái nhóm kháng sinh diệt khuẩn, nhưng mà nó chỉ có khả năng kiềm khuẩn đối với con enterococci. Còn chloramphenicol được xếp vào nhóm kháng sinh kiềm khuẩn, nhưng mà nó vẫn có khả năng diệt khuẩn với Haemophilus influenzae. Có nghĩa là cái tính kiềm khuẩn và diệt khuẩn chỉ mang tính tương đối. Mà tóm lại là cái slide đó mấy bạn phải học ha. Rồi tiếp theo, một cái khái niệm tiếp theo đó là kháng sinh phụ thuộc thời gian và kháng sinh phụ thuộc nồng độ. Thì kháng sinh phụ thuộc thời gian có nghĩa là gì? Mình dùng thời gian càng dài thì khả năng diệt khuẩn càng tốt. Phụ thuộc nồng độ có nghĩa là nồng độ càng cao thì khả năng diệt khuẩn càng tốt. Và mấy bạn cũng phải nhớ cái này. Còn nếu như không nhớ nổi thì ít nhất cũng phải nhớ giùm cho cô hai món. Phụ thuộc thời gian cố gắng nhớ cho cô beta lactam, phụ thuộc nồng độ cố gắng nhớ cho cô amino glycosic, được chưa? Ít nhất là cũng phải nhớ được hai cái thuốc đó
À. Rồi tiếp đi. Rồi cô tóm lại phần đầu này, mấy bạn cần phải học cái gì và cần phải soạn lại cho bạn thêm cái gì ha. Thì đầu tiên đó là cơ chế tác dụng của kháng sinh. Muốn học được cái này thì vẽ cái hình con vi khuẩn ra cho vào mũi tên. Cái nào là thành, cái nào là màng, cái nào là ức chế tổng hợp protein, cái nào là ức chế tổng hợp axit nucleic. Được chưa? Liệt kê ra. Thứ hai đó là khái niệm MIC, MBC và PAE. Từ khái niệm MIC và MBC cho cô biết kháng sinh nào là diệt khuẩn, kháng sinh nào là kiềm khuẩn. Rồi mình có khái niệm tiếp theo là phổ rộng và phổ hẹp. Cái nào là phổ rộng, cái nào là phổ hẹp. Cái nào là phụ thuộc thời gian, cái nào là phụ thuộc nồng độ. Rồi được chưa? Nhóm mình sẽ liệt kê lại cho bạn, cho của mình cái vấn đề đó ha. Có thể là em sẽ liệt kê bằng hình ảnh để cho bạn mình dễ học, hoặc là ghi bằng chữ. Cái nào mà mấy bạn cảm thấy phù hợp với mấy bạn hơn thì sẽ liệt kê lại cho bạn mình. Nhưng phải liệt kê lại cái đó để bạn mình nó gom một chỗ lại nó học. Từ nãy giờ là mình giảng cho bạn mình, nhóm giảng cho bạn mình để bạn mình hiểu. Nhưng mà cơ tóm lại là mình sẽ túm lại những cái phần gì bạn cần phải nhớ. Được chưa này ha. Cho nên tóm lại cho bạn phần đó dùng cho cô ha. Rồi tác động của kháng sinh và sự phòng vệ của vi khuẩn. Thì hồi nãy giờ bạn đã giải thích cho em rất kỹ rồi. Tôi chỉ muốn nói với mấy bạn là trong các cơ chế phòng vệ thì cái cơ chế phòng vệ bằng cách sinh ra enzyme là cơ chế thường gặp nhất. Vậy thôi. Được chưa? Lúc nãy giờ bạn đã giải thích cho em rất kỹ về các cái cơ chế phòng vệ, các cái cơ chế đề kháng kháng sinh rồi. Thì cái này mấy bạn về mấy bạn đọc lại hoàn toàn mấy bạn có thể hiểu được ha. Và tùy em, tùy cái thuốc, người ta sẽ không hỏi em là penicillin, các cái vi khuẩn mà muốn đề kháng với nhóm penicillin thì nó đề kháng bằng cách nào đâu, bởi vì nó có quá nhiều cách và em đọc lại thì em có thể hiểu được nó ha. Còn cái việc mà người ta hỏi để làm ra câu trắc nghiệm ở chỗ này thì tương đối khó, bởi vì cái con vi khuẩn nó sẽ có nhiều cái cách để mà nó đề kháng với kháng sinh, chứ không thể là một hoặc hai cách, nên rất khó chọn trắc nghiệm cho phần này ha. Cho nên cái phần này em về em đọc là em có thể hiểu lại nó. Được chưa? Rồi cô qua phần này nha. Phần nào mà bạn đã giảng kỹ rồi mà không có cần phải chú ý đặc biệt thì em về đọc lại ha. Rồi qua đi em. Cơ chế đề kháng kháng sinh em sẽ về đọc lại ha. Chỉ cần biết là cái cơ chế thường gặp nhất đó là nó sẽ sinh ra những cái enzyme ha, tác động lên cái thuốc làm phá hủy cái thuốc của mình. Rồi cho cô slide tiếp theo. Rồi bạn cho mình hai cái khái niệm là đề kháng tự nhiên và đề kháng thu nhận. Đề kháng tự nhiên là sao? Là tự nhiên nó như vậy, là có nghĩa là nó thuộc về di truyền ha, nó thuộc về di truyền. Bài này không hề khó, cô nói với em bài này không hề khó, chỉ có nhiều và dài thôi, mình khó nhớ thôi chứ khó hiểu thì không có khó hiểu, rất dễ hiểu ha. Rồi bởi vì ví dụ như người ta nói streptococcus nó đề kháng tự nhiên với aminoglycosid, tại sao như vậy? Tại nó như vậy, tại di truyền nó như vậy. Được chưa? Giống như cái việc mà em đẻ sao chị em thì em phải kêu nó bằng chị vậy đó, là tự nhiên nó như vậy, chứ hỏi tại sao em không ra trước để chị em ra trước thì sao mà nói được ha. Tự nhiên nó là như vậy. Cái con streptococcus này khi mà sử dụng aminoxid với nó là nó trơ trơ, không có tác dụng ha. Rồi cái này thì em có thể xem để biết chứ không cần phải học thuộc ngay chỗ này. Chừng nào vô thuốc, cái nào cần thì người ta học thuộc, còn dĩ nhiên là em muốn thuộc để có kiến thức thì càng tốt ha. Rồi đề kháng tự nhiên là thuộc về thuộc tính di truyền, còn đề kháng thu nhận là sao? Là do nó tiếp nhận được cái gen đề kháng thuốc của một con vi khuẩn khác. Ví dụ nếu như mình uống thuốc đủ liều, ví dụ người ta nói rằng đối với kháng sinh thì mình cần uống thuốc cho đến khi nào hết triệu chứng. Triệu chứng thường là gì? Nhiễm khuẩn thường là triệu chứng sốt, đúng không? Nếu mình xác định mình nhiễm khuẩn, mình uống kháng sinh thì mình sẽ uống thuốc cho đến khi nào hết triệu chứng, và thêm 2 đến 3 ngày nữa đối với người bình thường, và thêm từ 5 tới 7 ngày nữa đối với người suy giảm miễn dịch. Vậy thì thông thường mình uống thuốc chừng 1 2 ngày là mình sẽ có tác dụng, đúng không? 2 3 ngày là sẽ có tác dụng. Mình uống thêm 2 3 ngày nữa thì đó là chính là lý do tại sao mà kháng sinh thì nên uống từ 5 tới 7 ngày, đúng không?
Nếu mình đã dùng kháng sinh thì mình sẽ bắt buộc phải dùng 5 đến 7 ngày. Để chi? Để cho những cái con vi khuẩn mà mình bị nhiễm nè, nó chết luôn. Nó chết luôn. Ha, thì cái bí mật mà tại sao nó chết thì chỉ có một mình nó biết thôi. Ha, nó bị thuốc tác động lên nó chết. Ha, và những cái con vi khuẩn khác ở ngoài sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được cái bí mật là tại sao nó bị chết, tại sao đồng loại nó bị chết do cái thuốc đó. Ha. Nhưng mà thường bán 5-7 ngày em đâu có chịu mua, đúng không? Em ra nhà thuốc mà kinh doanh nó bán kháng sinh nha, uống 5-7 ngày nha, em có chịu mua không? Không, bản thân mình không chịu mua nó thôi, tốn tiền lắm, mua 2 ngày thôi, đúng không? À, người ta cũng bỏ kháng sinh vô trong đó, uống 2 ngày em hết bệnh không? Hết chứ, giảm triệu chứng liền ha, giảm triệu chứng liền mà hết thuốc rồi, mình hết bệnh là đi mua thuốc nữa làm chi, đúng không? Mình đâu có uống nữa. Vậy thì sẽ bởi vì khi mình uống thuốc vô mình chặn sự phát triển của vi khuẩn, con vi khuẩn nó bắt đầu suy yếu, cái gì cũng vậy, yếu xong mới chết, đúng không? Nhưng mà nó bắt đầu yếu thôi, nó chưa kịp chết. À, bắt đầu là nó phân tích. À, thì ra cái thuốc này nè, nó tác động lên vị trí này 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 của mình nè. Ví dụ như có 100 con nhận ra, à, thì có 90 con không biết làm gì nữa, rồi từ từ chết, chỉ biết là à, nó tác động lên chỗ này của mình thôi, rồi mình không biết làm gì nữa, mình chết. À, rồi nhưng mà có 5 con, à, còn 10 con còn lại nó nhận ra và bắt đầu nó suy nghĩ làm sao để khắc phục, làm sao để khắc phục. Nhưng mà nó suy nghĩ chưa xong nó cũng chết. Được chưa? Chỉ còn lại ví dụ như là sót lại một vài con gì đó ha. Nó có bắt đầu nó sinh ra được cái cơ chế đề kháng và nó sinh ra được cái cơ chế đề kháng rồi nó đâu có yên, nó đâu có ngậm ngùi để một mình nó chia sẻ với những con khác. Gọi là thu nhận gen mới, những cái con khác nó sẽ nhận cái gen đề kháng thuốc của cái con vi khuẩn đã sinh ra này, cái cơ chế đề kháng này nè, và nó bắt đầu tuyên truyền cho những con khác, tưởng tượng được không? Là nó sẽ bắt đầu di truyền cho những con khác, vậy là nó sinh ra một cái chủng gọi là chủng đề kháng thuốc, các bạn tưởng tượng được ha. Rồi vậy thì ít cái khi nào mà sinh ra do tự nhiên nó đột biến nhiễm sắc thể mà nó sinh ra lắm, thường là nó do tiếp nhận cái tiếp nó tiếp nhận cái thuốc của mình và nó phát hiện cái thuốc của mình, à, cái điểm yếu thuốc của mình ở đâu và cái thuốc của mình tác động vào chỗ nào của nó và nó sẽ sinh ra kháng thể và nó di truyền, à, nó sẽ sinh ra cái cơ chế chống lại và nó sẽ duy trì cái cơ chế đề kháng đó cho thế hệ sau, à, gọi là đề kháng thu nhận. Mình sợ nhất là đề kháng thu nhận chứ không phải là đề kháng tự nhiên ha. Bởi vì cái việc ở Việt Nam, cái việc mà dùng kháng sinh bừa bãi thì rất là nhiều. Rồi tóm lại là mình chỉ cần biết là có 2 loại đề kháng tự nhiên và đề kháng thu nhận. Còn con nào đề kháng tự nhiên với thuốc nào thì khi mà vô bài thì mình sẽ nói ha. Cái nào cần học thì mình học. Rồi mình tiếp. Rồi yếu tố thuận lợi cho đề kháng kháng sinh thì em đọc qua để em biết ha. Sử dụng kháng sinh không đúng. 70% các cái trường hợp bệnh nhân của mình bị viêm họng, ha, viêm đường hô hấp thường là do virus gây ra. Nhưng mà 100% những trường hợp hễ khai viêm họng là cho kháng sinh. Ha, người ta nói rằng kể cả khi mình ho đàm xanh thì 70% cũng không phải là do vi khuẩn gây ra. Cho nên 70% chỉ định đó là sai lầm. Mà cái cơ hội mình để cho cái con vi khuẩn nó tiếp xúc nhiều với cái kháng sinh của mình chừng nào thì cái khả năng nó sinh ra đề kháng càng dễ chừng đó. À, rồi sự nhân lên nhanh chóng của các vi khuẩn và mấy bạn thấy không? À, bây giờ vi khuẩn nó phát triển rất nhanh, trong khi cái việc mà sinh tạo ra cái kháng sinh mới thì nó quá chậm. À, cho nên là nhiều khi mình lại không kịp. Cái con vi khuẩn nó rất dễ tạo nên cái cơ chế đề kháng, nó dễ thay đổi cái nhiễm sắc thể của nó để phù hợp với môi trường. Cho nên là người ta nói rằng trước đây thì mình hay chết vì chiến tranh, bây giờ mình lại chết vì vi khuẩn và virus, mà cái gì cũng có nhân quả của nó. Thật ra là cái nhân là do mình sử dụng kháng sinh quá bừa bãi, cho nên là cái quả mình chịu hiện nay đó là cái con vi khuẩn nó đã phát hiện ra được cái điểm yếu của kháng sinh và cái vị trí tác động của kháng sinh và bắt đầu nó sẽ sắp phát sinh ra những cái cơ chế đề kháng ha. Rồi lạm dụng sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi. Ở trong thú y mình cũng có dụng kháng sinh để con gia súc gia cầm nó bị bệnh thì mình cũng chích cho nó, mình cũng cho nó uống.
Nhưng mà cũng giống như mình không có dùng 7 ngày, 10 ngày mà mình chỉ có việc là dùng một hai lần là thấy nó bớt hết bệnh rồi thì thôi. Cho nên là cũng sẽ làm cho các cái con vi khuẩn nó có thể dễ tiếp xúc với kháng sinh và nó sinh ra những cái cơ chế đề kháng. Được ha. Rồi, cái này thì mình nghe là mình hiểu được rồi ha. Rồi tiếp. Đó, thấy cái hình bạn để không? Hễ cứ hễ ho sốt thông thường là thế nào cũng kê kháng sinh vô. À, 70% các cái trường hợp đó là sai lầm. Rồi, tiếp đi. Rồi, tác dụng phụ của kháng sinh thì em có thể đọc qua để biết. Bởi vì chút xíu nó mỗi thuốc như vậy có tác dụng phụ tương ứng. À, nhưng mà tác dụng phụ thường gặp nhất đó là rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột. Và bạn cũng đã giải thích hồi nãy lý do tại sao rồi. Ha. Rồi, tiếp. Rồi, một số họ vi khuẩn thì cô muốn mấy bạn nhớ cho cô hai cái con chính. Mà chút xíu nữa ở trong bài khi mà cái kháng sinh nào mà có diệt được nó, có tác động lên nó thì mình nhớ, bởi vì câu hỏi người ta hay hỏi chứ không gì hết trơn. Đó là cái con tụ cầu vàng Staphylococcus aureus, và thứ hai là con trực khuẩn mủ xanh Pseudomonas aeruginosa. Thấy hai con đó không? Người ta sẽ hỏi mình con nào trị được cái tụ cầu vàng, con nào trị được trực khuẩn mủ xanh, người ta rất hay hỏi hai con đó ha. Cho nên là mình phải để ý nó. Được chưa? Rồi tiếp giùm cô. Rồi đây là phân loại kháng sinh của mình có nhiều cái nhóm kháng sinh. À, 8 loại cộng với các nhóm khác là hơn 10 loại, được chưa? Rồi, tiếp đi. Rồi nhóm đầu tiên là nhóm beta lactam. Những cái slide đầu tiên là những slide gọi là hướng dẫn lại về cấu trúc của nhóm beta lactam, thì cái này em đã học kỹ trong hóa dược rồi. Dược lý sẽ không có vẽ hình cái cấu trúc ra rồi hỏi mấy bạn cái cấu trúc đó là cấu trúc còn gì ha. Hóa dược thì người ta sẽ hỏi, bởi vì nó sẽ có mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng. Rồi mấy bạn xem để biết cái cấu trúc của nhóm beta lactam ha. Rồi qua. Rồi cơ chế thì lúc nãy beta lactam nó nằm trong cái nhóm gọi là ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn. Vậy thì nó ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn bằng cách nào? Thì mấy bạn có thể thấy đó ha. Rồi. Những cái đường ngang ngang ha, đó là cái peptidoglycan đó, và em có thấy cái PBB không? Trans peptidin peptidase. Rồi, có thể thấy cái thuốc của mình không? Ha. Cái trans peptidin peptidase em thấy không? Nó giống như là một cái khóa vậy đó, để nó nối hai cái chuỗi amino acid lại với nhau để mà hình thành nên một cái peptidoglycan hoàn chỉnh. Người ta gọi peptidoglycan là gì? Là xương sống của vi khuẩn, xương sống của con vi khuẩn ha. Rồi cái PBB là cái hình giống như chữ C vậy đó, màu xanh xanh em thấy không nè, nó giống như là một cái khóa vậy đó, để nó kết nối giữa hai cái chuỗi amino acid với nhau để nó làm hoàn thiện một cái bộ xương peptidoglycan của cái con vi khuẩn. Rồi em có thể thấy cái thuốc beta lactam của mình không? À, nhóm mấy bạn cho cô cái cho cô cái con trỏ chuột vô cái beta lactam nè. Beta lactam nè. Đúng rồi. Cái beta lactam nó làm gì? Nó sẽ gắn với PBB. Cho nên là làm cho cái hai cái chuỗi amino acid đó, nó không dính lại được với nhau. Cho nên là nó làm vỡ cái thành. Tưởng tượng được không? Vậy thì cái bộ xương sống, cái peptidoglycan, cái thành tế bào vi khuẩn nó được gắn kết với nhau. Và nó là được nhờ các cái PBB đó. Bây giờ các cái thuốc của mình nó gắn với các cái PBB đó thì làm cho các cái chuỗi amino acid nó bị đứt ra, làm vỡ cái thành, làm tổn thương thành. Rồi mình có thể nhìn thấy rõ cái hình ha. Mấy bạn sẽ tưởng tượng được. Và như vậy thì áp suất bên trong và bên ngoài của con vi khuẩn nó không đều nhau, chênh lệch quá lớn là nó bị vỡ ha. Còn nó đơn giản là con vi khuẩn nó bị vỡ ra rồi nó chết. Rồi tiếp đi em. Rồi bạn mô tả cho em như thế nào là gram dương, như thế nào là gram âm. Thì cái này em đã học ở trong cái môn vi sinh rồi đúng không? À, đó là gram dương thì cái lớp peptidoglycan rồi tới cái màng. Còn gram âm thì màng peptidoglycan rồi màng.
màng trong, nó có màng trong màng ngoài ha. Rồi được rồi, cái này em học nhiều rồi phải không? Không kịp chỗ nào là mấy đứa phải nói nha. Thật ra là anh này hồi nãy bạn đã nói kỹ rồi thì cô chỉ nói lại thôi. Cơ chế đề kháng thì em có thể đọc qua để biết. À, không cần phải học thuộc hết bởi vì nó có quá nhiều cơ chế. Người ta sẽ không hỏi kỹ đâu. À, nhưng mà em đọc để biết. Giảm tính thấm nè. Có những cái con vi khuẩn đó, nó sẽ bơm ngược kháng sinh ra ngoài, kháng sinh xâm nhập vào rồi nó bơm ngược ra ngoài. À, hoặc là nó thay đổi cái điểm PBB. Ha. À, thuốc của mình nó không có gắn được trên PBB. Hoặc là nó tiết ra cái enzyme để phá hủy cái thuốc của mình. Và cái con vi khuẩn nó có thể hoàn toàn kết hợp nhiều cái cơ chế với nhau. Thì cái này mấy bạn đọc ha, để biết cái cơ chế đề kháng của nó. Rồi nhóm beta-lactam này thì nó có phenam, cefam, carbapenem, monobactam và các chất kháng beta-lactama. Thì nhóm 1 mấy bạn chịu trách nhiệm về cái phân nhóm phenam ha, là một cái hình ở phía trên ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về penicillin ha. Rồi penicillin, trước khi nói về penicillin mấy bạn ghi chữ học vào cái khái niệm này được chưa, và nhóm nhớ là soạn cái khái niệm này cho bạn nữa ha, để người ta hỏi. Với người ta, ví dụ người ta hỏi mình MSSA. À, MSSA. Cái này mấy bạn có thể để lên cái phần đại cương luôn cũng được ha, để lên cái phần đại cương luôn. MSSA là gì? Là tụ cầu vàng. Staphylococcus aureus là tụ cầu vàng. Tụ cầu vàng còn nhạy cảm với methicillin, là một cái penicillin M. Rồi, CAMRSA. MRSA là tụ cầu đề kháng với methicillin, thêm cái CA nữa để khẳng định là ở ngoài cộng đồng. Còn MRSA không thì người ta muốn nói tới cái con tụ cầu kháng methicillin ở bệnh viện. Và lúc nãy bạn mình cũng đã nói cái MRSA là cái nguy hiểm nhất, được chưa, chứ không phải là cái CA, tên nó dài hơn cho nên nó nguy hiểm hơn, không phải như vậy ha. MRSA là cái con vi khuẩn đề kháng với methicillin ở bệnh viện. Tại sao nó nguy hiểm hơn? Bởi vì khi nó ở bệnh viện thì nó sẽ tiếp xúc với nhiều, khi mà nó ở trong bệnh nhân, nó ở trong người bệnh nhân thì bệnh nhân có sử dụng kháng sinh, vậy nó sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều kháng sinh khác nhau. Và nếu như nó có cơ hội tiếp xúc với nhiều kháng sinh khác nhau thì nó sẽ có cơ hội sinh ra nhiều cái cơ chế đề kháng hơn, được chưa? Rồi vậy người ta hỏi mình sắp xếp cho người, thứ nhất là người ta sẽ hỏi em là từng loại MSSA là gì, MRSA là gì. Cách hỏi thứ hai đó là em sắp xếp theo cái mức độ nguy hiểm. Sắp xếp theo mức độ nguy hiểm thì MSSA, rồi tới CAMRSA và cuối cùng là MRSA. Nhớ sắp xếp cho bạn mức độ nguy hiểm luôn ha. Rồi, tiếp theo. Rồi, phân nhóm penicillin. Cô muốn mấy bạn phân nhóm giống như bạn của mình, từ trên xuống dưới như vậy để nói về phổ. Thì câu hỏi đầu tiên khi em học về một cái nhóm kháng sinh, em phải trả lời cho cô được các câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất đó là cơ chế tác động của nó. À, cơ chế tác động của nó. Thì cơ chế tác động lúc nãy bạn đã nói rồi, đó là nó gắn lên cái PBB cho nên nó ức chế tổng hợp thành tế bào của vi khuẩn. Được chưa? Rồi. Vậy thì trả lời câu hỏi thứ hai đó là hoạt chất nào có trong đó. Thì chút xíu nữa bạn sẽ có một cái slide nói về các cái hoạt chất, thì lúc đó mình sẽ coi cái đặc điểm nhận dạng của nó. Chút nữa câu đó sẽ được trả lời sau. Câu 3, phổ kháng khuẩn. Đối với phổ kháng khuẩn, cô muốn mấy bạn học theo cái thứ tự này luôn. G, V, M, A, capocibenicillin, uridopenicillin. À, rồi, và cái phổ kháng khuẩn của nhóm này nó sẽ mở rộng từ gram dương sang gram âm ở cái có nghĩa là từ phổ hẹp sang phổ rộng ha. Cái nhóm phân nhóm penicillin nó sẽ mở rộng từ phổ hẹp sang phổ rộng. Đối với G và V thì ở trong cái slide của em có đó, em thấy không, đối với G và V thì chủ yếu của nó đó là gram dương ha. Đối với G và V thì chủ yếu của nó đó là cái những cái con vi khuẩn gram dương.
Và đối với J và V thì em cần cần phải nhớ tên gọi khác của nó. J là benzene penicillin, V là phenoxymethyl penicillin. Được chưa? Phải nhớ tên gọi khác của nó. Rồi tiếp. Rồi, đối với J thì nó bị phân hủy bởi axit dịch vị, cho nên là mình chỉ sử dụng bằng đường tiêm ha. Có thể là đường tiêm Bắc hoặc là đường tiêm tĩnh mạch. Được chưa? Ơ xin lỗi, đối với J thì mình sử dụng bằng đường tiêm. Còn đối với V thì nó bền, bền trong môi trường axit dịch vị, cho nên là đường mình sử dụng bằng đường uống. Mấy bạn bạn mình tô đỏ là mình phải nhớ ha. Rồi, cái tiếp theo mấy bạn cần phải nhớ nữa, đó là cái nó có thể kết hợp với probenesic để trị lậu cầu. Được chưa? Nhớ nha, cần phải có cái ý đó nữa. Kết hợp với probenesic dùng để trị lậu cầu. Rồi, hồi nãy cô có nghe bạn nói cái ý đó nhưng mà không thấy ở đây. Đó là cái benzathine và benzathine penicillin G, procaine penicillin G. Thì bản thân của penicillin G hiệu quả của nó tốt, nhưng có điều là thời gian bán thải nó quá ngắn, cho nên là nếu mình dùng nó là mình phải chích nhiều lần một ngày à, cho nên là người ta mới gắn thêm cái gốc amin như là benzathine hoặc là procaine vô để làm chi? Để làm cho cái cấu trúc của nó trở nên cồng kềnh hơn, mà càng cồng kềnh đó thì cái tác dụng của nó càng kéo dài, cho nên người ta chỉ cần dùng đường tiêm bắp là đủ. Được chưa? Rồi cái đó mấy bạn để thêm vô cho bạn mình ha. Rồi qua slide tiếp theo. Rồi, đối với cái amino penicillin thì em có ambi, có amoc ha. Thì em nhớ giùm cho cô cái đặc điểm nhận dạng chung của nhóm penicillin là ducillin. Chút em sẽ thấy ducillin không thôi à. Amino penicillin thì mình có ambi và amoc, nhớ ha, AA là amino penicillin. Thì ambi và amoc, người ta sẽ hỏi mình là sự khác biệt giữa ambi và amoc, cho cô qua slide đó. Sự khác biệt giữa ambi và amoc, chỗ này mấy bạn phải học. Mấy bạn đã thấy cái slide đó trong giáo trình chưa? Chỗ này mấy bạn phải học ha. Sự khác nhau giữa ambi và amoc thì amoc sinh khả dụng nó cao hơn. Amoc ít ảnh hưởng đến ít bị thức ăn ảnh hưởng hơn. Amoc có thể phối hợp để điều trị H. pylori. Được chưa? Còn kết hợp với thuốc nào thì chút qua cái ức chế beta-lactamase mình sẽ học. Được chưa? Nhớ dùm cho cô, amoc sinh khả dụng tốt hơn. Amoc ít ảnh hưởng bởi thức ăn hơn. Amoc có thể phối hợp để điều trị H. pylori. Được chưa? Rồi, tiếp. Rồi, penicillin M. Đối với penicillin M thì mấy bạn nhớ dùm cho cô là phổ của nó thì giống J, có nghĩa là chủ yếu là trên gram dương, nhưng đặc biệt phải nhớ MSSA. Được chưa? Đối với penicillin M là phải nhớ MSSA. Rồi, nó nói là không có hiệu lực trên MRSA thì kệ nó khỏi nhớ, không có hiệu lực thì nhớ làm gì? Đúng không? Mình chỉ nhớ những cái nào nó có thôi chứ. Rồi, cái tiếp theo mình cần phải nhớ đặc điểm của penicillin M đó là methicillin thì gây viêm thận mô kẽ, cho nên hiện nay ngày nay không còn được sử dụng. Và dicloxacillin là hoạt tính, sẽ là mạnh nhất. Cái oxacillin của mấy bạn thiếu chữ N ha, mình thêm chữ N vô. Rồi như vậy thì đặc điểm nhận dạng của cái nhóm này à, đó là ducillin ha, mình có methicillin là M M nè, thì mình nhớ đó là penicillin M ha. Ngoài ra nó còn có oxacillin, cloxacillin, dicloxacillin vân vân ha. Rồi trong penicillin M nhớ thứ nhất trị MSSA, thứ hai methicillin là gây viêm thận mô kẽ, thứ ba dicloxacillin hoạt tính cao nhất. Rồi tiếp đi em. Rồi cạc bô xi penicillin, cạc cạc thấy không nè, ti cạc xilin, cạc penicillin thì phổ của nó là có cộng thêm được con trực khuẩn mủ xanh đó,
giờ mình phải để ý là nó có thể điều trị được trực khuẩn mủ xanh, thấy không? Đáng lẽ mình phải tô cái chữ trực khuẩn mủ xanh ha, cái đó quan trọng. Rồi, uredopenicillin. Uredopenicillin. Uredopenicillin cũng trị được trực khuẩn mủ xanh, còn mạnh hơn cả carboxypenicillin nữa. Và đây là nhóm kháng sinh phổ rộng nhất trong nhóm penicillin ha, thường là dùng để trị nhiễm trùng nặng hoặc là kháng sinh dự phòng trong sản phụ khoa và tiêu hóa. Được chưa? Rồi cô tóm lại phần này một lần nữa ha. Đó là cái phân nhóm. À, bạn đã tóm lại cho em nè ha. Đặc điểm nhận biết là Ducilin thì cô muốn mấy bạn tóm tắt theo cái kiểu này. Đó là mấy bạn tóm tắt theo kiểu dạng bảng ha. Trong đó các cột sẽ gồm có G, V, cột thứ hai là M, cột thứ ba là A, cột thứ tư là carboxypenicillin và cột thứ năm là uredopenicillin. Cô muốn mấy bạn tóm theo cột để làm chi? Để mà các cái dòng á, mình sẽ liệt kê các cái dòng, ví dụ như cơ chế thì em không cần phải liệt kê ở đây nữa bởi vì em có thể liệt kê ở trên cái slide ở phía trên ha. Còn các nhóm thuốc chi tiết này mình liệt kê theo dạng cột. Rồi thứ cột cái dòng đầu tiên là các cái hoạt chất trong nhóm, em liệt kê qua là penicillin G, penicillin V thì có tên gọi là gì ha, penicillin A thì amoxicillin ha, penicillin M thì có oxacillin, diclofenacillin, methicillin gì đó, được chưa? Rồi uredopenicillin, carboxypenicillin thì có hoạt chất gì, mình liệt kê ra để cho bạn nhìn thấy được một hàng hoạt chất đi qua như vậy, đặc điểm nhận dạng của nhóm này là penicillin, được chưa? Rồi dòng thứ hai là phổ. Ví dụ như là G với V thì chủ yếu là trên gram dương, hồi nãy mình nhắc rồi, đó em đúng rồi đó. Penicillin A là giống G nhưng mà cộng thêm một số gram âm. Rồi M là giống G nhưng mà cộng được MSA. Rồi carboxy thì nó cộng thêm, nó giống A nhưng mà cộng thêm pseudomonas. Rồi uredo thì nó làm rộng nhất, nó cũng cộng được pseudomonas, được chưa? Rồi tới cái tác dụng phụ hay là cái chỉ định, chứ chỉ định đặc trưng ha, ví dụ như là, hoặc là em có thể ghép cái chỉ định vô đây luôn, ví dụ như là uredopenicillin thì mình để ý là có thể trị được nhiễm trùng nặng, hoặc là có thể dùng để dự phòng trong sản khoa hay là trong phẫu thuật đó, được chưa? Rồi cái nào, rồi đặc điểm đặc biệt mình thêm vô một cái đặc điểm khác nữa, ví dụ như là GV em cần nhớ thêm cái gì? G thì dễ bị hủy cho nên là dùng dạng tiêm, V thì bền hơn cho nên uống, có thể kết hợp với probenecid để trị lậu cầu. Rồi A thì em so sánh giữa ambi và amoxicillin. Này kia nè, mình sẽ xếp nó vào đặc điểm khác, tóm lại là như vậy. Cô thấy mấy bạn đã hiểu bài rồi đó. À, nhóm 5 nè, nhóm 5 mấy bạn hiểu bài, mấy bạn thuyết trình rất tốt. Chỉ có là tổng kết lại cho bạn mình theo cái dạng bảng. À, em sẽ tổng kết luôn cả cái phần đại cương nha em. Em sẽ tổng kết lại cho bạn cái phần đại cương là những cái phần mà nãy cô nói đó, cái phần nào quan trọng là tổng kết lại. Rồi thứ hai là tổng kết cái phần thuốc này thì theo với cái dạng bảng. Được chưa? Để bạn có thể nhìn vô đó với bạn so sánh lại. Cô nghĩ là mấy bạn sẽ làm tốt cái phần này đó. Những bạn khác sau khi mà nhận được cái phần slide tổng kết của bạn mình rồi thì cũng phải đọc lại xem bạn mình có thiếu ý gì không ha. Và thứ hai là mình có muốn bổ sung cái ý gì vô nữa thì mình tự mình bổ sung để làm cái tài liệu cho mình, chứ không phải bạn soạn ra xong rồi bạn sẽ có trách nhiệm với cuộc đời của em, được chưa? Ai biểu bạn soạn thiếu cho nên tôi làm bài điểm không cao, không phải như vậy. Bạn soạn ra là bạn đã bạn dĩ nhiên là bạn đã cố gắng hết sức để hoàn thiện cái phần đó rồi, nhưng dĩ nhiên là nếu như nó có thiếu những cái ý mà theo em là quan trọng thì em về em tự điền thêm vô. Đoạn đầu bạn đã giải thích cho mình để mình hiểu hiểu và cuối cùng bạn đã tổng kết lại cho mình là để mình nhớ ha, thì mình nhớ cái phần đó và mình xem lại từ cái phần hiểu của mình coi mình nghĩ là ý nào quan trọng thì mình bỏ vô nữa, được chưa? Rồi nhóm 5 mấy bạn có kịp những gì cô nói để đánh dấu lại không? Nhóm 5 đã kịp chưa? Mấy bạn khác có cần hỏi gì cái phần này không? Nhóm 5, giờ cô hỏi nhóm 5 trước, nhóm 5 có kịp không?
Rồi kịp vậy về mình soạn lại cho bạn cái phần tổng kết. Rồi những bạn khác nếu có không hiểu chỗ nào không? Không hiểu chỗ nào thì mình có thể hỏi ha. Rồi mình có thể tự soạn cho mình không thích chờ bạn thì em sẽ tự soạn cho mình ha. Nhưng mà bạn sẽ cho em cái phần tổng kết. Rồi, tiếp theo nhóm 6 ha. Thì hôm nay em sẽ đại diện cho nhóm 2 thuyết trình về kháng sinh cephalosporin. Thì cephalosporin là nhóm cefem. Cephalosporin là kháng sinh thuộc nhóm beta-lactam do có cấu trúc vòng azatidine 2 on. Đây là vòng beta-lactam hay là còn gọi là vòng beta-lactam, liên kết với một dĩ vòng khác là vòng dihydrothiazine tạo thành nhóm cefem. Các cephalosporin khác nhau ở các nhóm R. Nhóm cefem thì có hoạt tính mạnh hơn penicillin và bền hơn penicillin đối với sự thủy giải của axit và penicillina. Đây là cấu trúc cơ bản của kháng sinh nhóm cefem. Về cơ chế tác động á, thì cơ chế tác động của kháng sinh cephalosporin nó giống như của penicillin vì cùng là kháng sinh nhóm beta lactam, nó sẽ ức chế hoạt động của trăng peptida là enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp peptidoglycan. Peptidoglycan thì là thành phần chính của các tế bào vi khuẩn á. Hoạt hóa thủy giải ở tế bào vi khuẩn gây tổn thương và hủy diệt vi khuẩn. Về phần phân loại kháng sinh thì được chia ra làm 5 thế hệ 1, 2, 3, 4, 5. Thế hệ 1 thì chia ra làm 3 nhóm 1, 2, 3 là vì trong cấu trúc phân tử có sự khác nhau. Còn một điều đặc biệt nữa là ở thế hệ 5 thì nó ra đời rất sâu. Thế hệ 5 được phát hiện cách rất xa so với 4 thế hệ trước. Nó không ra đời tuần tự là 1, 2, 3, 4 luôn mà ra đời cách rất là xa. Tác dụng phụ của cephalosporin thì là kháng sinh thuộc nhóm beta-lactam nên có tác dụng phụ chung là gây độc ở thận. Đối với cepha thì có một điều đặc biệt đó là có chứa nhóm thế tetrazothiomethin. Đây là nhóm thế tetrazothiomethin gây rối loạn về máu, giảm prothrombin máu, rối loạn công thức máu, sẽ gây ra tác động giống như là antabu hay còn gọi là hội chứng cai rượu, nên mình tránh dùng chung với rượu. Ở đây thì nhóm em có đưa ra một số kháng sinh thuộc nhóm cepha có tác động antabu, mình nhanh tránh dùng chung với rượu. Và cepha thì ít thấy các rối loạn về tiêu hóa. Thì bây giờ mình đi vào nhóm cepha 1 gồm có các kháng sinh như là cephalexin, cefazolin, cefarosil, v.v. Thì phổ kháng khuẩn của cepha 1 thì tác động được trên cả vi khuẩn gram âm và gram dương, nhưng chủ yếu vẫn là vi khuẩn gram dương nhiều hơn. Trị được MSSA là tụ cầu nhạy cảm với penicillin. Nhưng mà nó không ưu tiên để trị giống như nhóm 5 hồi nãy đã thuyết trình là penicillin M và cepha không có hoạt tính trên chuột khuẩn gram âm sản xuất cephalosporina như là enterobacter, pseudomonas v.v. có công hiệu trên E. coli, Klebsiella, Salmonella v.v. Trong tất cả các kháng sinh cepha thế hệ 1 á, thì cefazolin là có tác dụng trên gram âm tốt hơn nên được thường dùng trong dự phòng phẫu thuật. Về đường dùng thì tùy tính chất thì có thể dùng đường uống, tiêm, tiêm bắp hoặc là tiêm tĩnh mạch, nhưng chủ yếu vẫn dùng đường uống nhiều hơn. Ví dụ như là cefalexin và cefarosil. Chỉ định được dùng trong nhiễm trùng nhẹ ngoài cộng đồng như là nhiễm trùng tai mũi họng, nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng da và nhiễm trùng đường tiểu.
Về tác dụng phụ thì gây ra dị ứng chéo với penicillin, gây rối loạn tiêu hóa, xáo trộn về máu giống như tác dụng phụ chung hồi nãy em đã nói. Và một điều đặc biệt đó là cephaloridin và cephalotin hiện nay không được dùng nữa. Lý do là do cephaloridin thì gây độc với thận, còn cephalotin thì gây viêm tĩnh mạch hay viêm huyết khối tĩnh mạch. Đây là một số sản phẩm thuộc Cepha 1. Đó là Cepha gồm có cephalexin và cepharosil, thì chỉ định chung ở đây là nhiễm trùng nhẹ ngoài cộng đồng là hô hấp, tay, mũi họng, tiết niệu, da. Đây là dùng hai sản phẩm này thì dùng đường uống. Tiếp đến là Cepha thế hệ 2 gồm có cefaclor, cefuroxin, cefoxitin và cefotetan vân vân. Thì phổ kháng khuẩn ngược lại với Cepha thế hệ 1 cũng tác động trên vi khuẩn thuộc gram âm và gram dương, nhưng ngược lại là tốt hơn trên gram âm nhiều hơn. Đặc biệt là trên tụ cầu, trên cầu khuẩn kháng penicillin và trực khuẩn gram âm mắc phải tại bệnh viện. Không trị được Pseudomonas là con trực khuẩn mũ xanh. Cefoxitin và cefotetan thì có hoạt tính trên con vi khuẩn kỷ khí là Bacteroides fragilis. Cephalosporin thế hệ 2 thì bền hơn đối với các Cephalosporina. Cefamandon thì có hoạt tính trên Enterobacter, Cefuroxim, Cefamandon, Cefaclor thì có hiệu quả trên Haemophilus influenza. Đối với chỉ định của thế hệ 2 á, thì đường dùng chủ yếu là đường uống, ví dụ như là cefaclor và cefuroxim. Chỉ định là nhiễm trùng kháng với Cepha thế hệ 1, amoxicillin vân vân, được dùng trong được dùng dự phòng nhiễm trùng trong phẫu thuật ạ. Nhiễm trùng do con vi khuẩn kỷ khí là trị nhiễm trùng do vi khuẩn kỷ khí là cefoxitin và cefotetan. Kháng sinh cefuroxim thì được chỉ định trong nhiễm trùng tai mũi họng và khí quản, và cefuroxim thì qua được hàng rào máu não. Cefuroxim đạt nồng độ trong dịch não tủy là khoảng 10% huyết tương, hiệu quả trên viêm màng não. Đây là các sản phẩm thuộc cefuroxim. Đây là các sản phẩm thuộc cephalosporin thế hệ 2 á, là gồm có cefaclor và cefuroxim. Đường dùng là đường uống hả? Tiếp theo là cephalosporin thế hệ 3. Mình có một số kháng sinh như là ceftriaxone, ceftazidime, cefotaxime và cefixime. Phổ kháng khuẩn thì mở rộng sang vi khuẩn gram âm, trị được trực khuẩn mũ xanh, đó là ceftazidime và cefsulodine. Ngoài ra thì còn trị được vi khuẩn kỷ khí là latamoseb, nhưng là yếu hơn thế hệ 2. Về chỉ định thì chỉ định trong nhiễm trùng nặng là do hiện tượng đề kháng thuốc dùng đường, thì mình dùng đường tiêm, vi khuẩn đề kháng beta lactama khác, nhiễm trùng bệnh viện, kháng sinh dự phòng vân vân. Đặc biệt là cefixime, cefbodoxime, cefdinia thì trị nhiễm trùng thông thường dùng đường uống như là tai mũi họng, hô hấp, đường tiểu. Một số kháng sinh khác có hoạt tính khi dùng đường uống như là cefbodoxime lúc nãy đã nói, cefdinia. Thời gian bán thải thì ngắn, từ 1 đến 3 giờ, trừ ceftriaxone có thời gian bán thải dài nên mình có dùng một lần một ngày. Qua được hàng rào máu não, Cepha thế hệ 3 thì qua được hàng rào máu não, trị viêm màng não, trừ cefoparazone và cefixime. Ngược lại với thế hệ 2 lúc nãy thì đa số không trị được viêm màng não, trừ cefuroxim dùng đường uống. Còn thế hệ 3 thì đa số trị được.
trừ cefoperazone và cefixin. Các kháng sinh thuộc nhóm beta-lactam con đường thải trừ chủ yếu là qua thận, nên mình thận trọng với bệnh nhân bị suy thận. Trừ ceftriaxone và cefoperazone là thải trừ qua mật, nên mình thận trọng với bệnh nhân bị suy gan. Việc lạm dụng cefa thế hệ 3 thì dẫn đến sự tiết ESBL do các vi khuẩn gram âm, nhất là E. coli và Klebsiella. ESBL thì là enzyme do vi khuẩn, là một beta-lactama do vi khuẩn gram âm tiết ra, là một enzyme do vi khuẩn gram âm tiết ra thì có khả năng phân hủy kháng sinh beta-lactam. Các chủng vi khuẩn tiết ESBL không đề kháng hết tất cả các nhóm beta-lactam và các kể cả đề kháng quinolone và aminosid, chỉ trừ các ba bên em là còn có tác dụng. Về riêng phần của cefsulodin thì phổi kháng khuẩn hẹp, dùng để trị trực khuẩn mũ xanh ở bệnh viện, có tác dụng trên một số cầu khuẩn gram âm và gram dương, đề kháng với trực khuẩn gram âm, trừ trực khuẩn mũ xanh và gram dương. Đường dùng là tim bắp và tim tĩnh mạch. Cefsulodin và ceftazidim thì dùng để trị trực khuẩn mũ xanh. Đây là một số sản phẩm thuộc cefa thế hệ 3 là cefixim và cefpodoxim, dùng đường uống. Tiếp đến là cefa thế hệ 4 gồm có hai loại kháng sinh là cefepime và cefepirom. Phổ kháng khuẩn của cefepirom là hoạt tính tốt trên cầu khuẩn gram dương, bao gồm cả Streptococcus pneumoniae, là con pneumonia đề kháng với penicillin G, là con vi khuẩn gây viêm phổi. Còn cefepime thì kém hoạt tính trên Staphylococcus aureus so với cefepirom. Staphylococcus aureus thì là con tụ cầu vàng. Cả hai kháng sinh này đều có hoạt tính tốt trên Enterobacteri và trực khuẩn mũ xanh. Đối với cefepime thì đường dùng là tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch từ 2 đến 3 lần một ngày. Có thể qua được hàng rào máu não, trị được viêm màng não. Bệnh với beta-lactama hơn cefa thế hệ 3 nhưng không bệnh với ESBL. Có nghĩa là không trị được vi khuẩn tiết ESBL, chỉ trị được trực khuẩn mũ xanh. Và cefa thế hệ 4 thì mình cần hiệu chỉnh liều ở người suy thận. Cefa thế hệ 5 gồm có ceftaroline, ceftobiron, phổ kháng khuẩn. Phổ kháng khuẩn thì mở rộng sang trị được cả vi khuẩn gram dương và gram âm, trị được MRSA, các chủng Staphylococcus kháng nhiều loại kháng sinh ở bệnh viện. Và không tác động đến vi khuẩn tiết ESBL. Chỉ định là của cetaroline thì trong nhiễm trùng da, mô mềm và viêm phổi mắc phải ở cộng đồng. Về chỉ định chung thì cefalosporin thế hệ 1 và 2 được dùng trong dự phòng phẫu thuật và dùng trong những trường hợp nhiễm trùng nhẹ ngoài bệnh viện. Ví dụ như là nhiễm trùng da, đường tiểu. Cefalosporin thế hệ 3 và 4 thì điều trị nhiễm trùng Pseudomonas, là con trực khuẩn mũ xanh, và có thể trị viêm màng não. Điều trị những nhiễm trùng chưa xác định đặc biệt nặng như là nhiễm trùng não, đường tiểu trên. Sản phụ khoa, hô hấp. Bản tổng kết thì đây là bản tổng kết của nhóm em đã làm.
Về C pha thế hệ 1 thì nhóm em tổng có được một số ý kiến sau, thì tác động chủ yếu trên vi khuẩn gram dương, trị được MSSA nhưng không ưu tiên để trị, đường dùng là đường uống, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, chỉ định trong các trường hợp nhiễm trùng nhẹ hoặc là dự phòng phẫu thuật. Tác dụng phụ thì mình đọc thêm mà. Còn C pha thế hệ 2 thì chủ yếu ngược lại với C pha thế hệ 1 là tác dụng chủ yếu trên ram âm, đường dùng chủ yếu là đường tiêm tĩnh mạch hoặc là tiêm bắp. Chỉ định cũng giống như C pha thế hệ 1 là nhiễm trùng nhẹ như nhiễm trùng đường hô hấp, tai mũi họng cũng và được dự phòng trong phẫu thuật. Tác dụng phụ thì tương tự với C pha 1 thì ngoài ra còn gây hiện tượng rối loạn đông máu, tác động antabu nên tránh dùng chung với rượu. C pha thế hệ 1 thì không tác động trên vi khuẩn kỵ khí, còn C pha thế hệ 2 thì trong đó có cefoxitin và cefotetan tác động tốt trên vi khuẩn kỵ khí là Bacteroides fragilis. C pha thế hệ 3 thì là phổ kháng khuẩn mở rộng sang ram âm nhiều hơn, chủ yếu dùng đường tiêm, chỉ định gồm cả C pha thế hệ 3 và 4 đều chỉ định cho trực khuẩn mũ xanh và nhiễm trùng nhẹ. Tác dụng phụ thì tương tự C pha thế hệ 1 và 2. C pha thế hệ 4 ngoài ra còn C pha thế hệ 3 và 4 đều trị viêm màng não ạ. Phổ kháng khuẩn của C pha thế hệ 4 thì là tương đương với phổ kháng khuẩn của C pha thế hệ 3. Không tác động được với vi khuẩn tiết ESBL. Còn C pha thế hệ 5 thì tác động được trên cả vi khuẩn ram âm lẫn ram dương. Đường dùng thì chủ yếu là đường tiêm. Chỉ định thì có thể là kháng sinh trị được MRSA. Khác với các kháng sinh C pha thế hệ 1, 2, 3, 4 là không trị được MRSA, chỉ trị được MSSA là đối với C pha thế hệ 1. Tác dụng phụ là dị ứng da, tiêu chảy, viêm đại tràng. Dạ, bài thuyết trình của nhóm em tới đây là hết ạ. Mọi người có thắc mắc gì không ạ? Mọi người còn có thắc mắc gì không ạ? Mình có thể comment lên. Mọi người còn có thắc mắc gì không không thì mình sẽ chiếu luôn câu hỏi lượng giá lên ạ. Cô ơi, cô có nhận xét gì bài nhóm em không ạ? Dạ. Mình trả lời nhanh nhất nha các bạn.
Thì bên nhóm 1 mình thấy bạn Lê Thị Thanh Trúc trả lời là câu A. Nhóm 2 có nhóm 2 là bạn Lê Thị Thanh Trúc, còn nhóm 1 là bạn Lê Thị Việt. Nhóm 1 vẫn chưa có người trả lời đúng mà. Có bạn Võ Thị Trúc Giang cũng trả lời là câu A. Thì cái hiệu ứng này của mình bị lỗi á mọi người, nên mà mọi người thông cảm nha. Thì câu A là câu trả lời chính xác nha. Mình tới câu 2, kháng sinh cephalosporin đi qua được hàng rào máu não. Thì mình thấy là ở nhóm 2 thì có bạn Võ Văn Tâm trả lời đúng nha, bạn Đỗ Ngọc Hồng Anh trả lời đúng nha. Đáp án của câu 2 này là câu B. Vì nó bị lỗi nên mình không có chạy hiệu ứng của cái câu trả lời đúng này được. Ủa câu C, đáp án câu 2 là câu C, mình xin lỗi mình nhầm. Thì kháng sinh cephalosporin đi qua được hàng rào máu não á, ở thế hệ 3 thì gồm ở thế hệ 3 thì gồm có tất cả các kháng sinh trừ cefoperazone và cefixim. Còn đối với thế hệ 2 á, thì có một kháng sinh qua được hàng rào máu não đó là cefuroxim. Cái này thì mình nhớ để mình làm bài tập trắc nghiệm nha. Câu số 3, kháng sinh cephalosporin ưu thế trong điều trị nhiễm khuẩn da và mô mềm. Nhóm 1 là mình thấy có bạn Lê Thị Việt Ánh trả lời đúng nha. Nhóm 2 có bạn Võ Cao Thảo. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 4, kháng sinh cephalosporin không dùng trong điều trị trực khuẩn mủ xanh.
Đáp án đúng của câu 4 thì là câu C. Thế hệ 2 thì nhóm 1 có bạn Đỗ Duy Nhật trả lời đúng và nhanh nhất. Nhóm 2 thì có bạn Nguyễn Cẩm Vi. Pseudomonas của cô không dùng điều. Ủa dạ không. Dạ. Bị lỗi câu hỏi thì cô ơi. Dạ bạn đưa câu hỏi trong nhóm bị lỗi thì em cũng chưa có coi kỹ nữa. Em không có coi phần câu hỏi đó cô. Nhóm em bị nhầm câu này, em xin lỗi nha cô ơi. Rồi được rồi, được rồi. Dạ. Rồi chiếu cho cô cái phần tổng kết để từ đầu đi. Rồi sau khi mình đã giải thích xong cái phân nhóm của penicillin thì qua phân nhóm cephalosporin thì cái việc giải thích nó sẽ đơn giản hơn ha. Nhưng mà cephalosporin nó cũng có nhiều cái để cần phải nhớ. Thì cũng như cái câu đầu tiên của mình đó là cái cơ chế tác dụng của cephalosporin thì nó cũng thuộc cái phân nhóm của beta lactam, nó thuộc phân nhóm cefem, cho nên về mặt cái cơ chế tác dụng thì nó cũng sẽ giống, nó cũng chỉ là ảnh hưởng trên cái tế bào, thành tế bào vi khuẩn. Và em nhìn vô cái cấu trúc của nó em thấy là cái vòng 6 cạnh nó sẽ bền hơn là cái vòng của penam vòng 5 cạnh ha. Rồi qua đây đi em. Rồi cơ chế thì mình nói rồi ha, cơ chế là cơ chế chung. Rồi cephalosporin chia làm 5 thế hệ thì người ta sẽ hỏi mình là thuốc nào thuộc thế hệ 1, thuốc nào thuộc thế hệ 2, thuốc nào thuộc thế hệ 3, thế hệ 4, thế hệ 5. Mình coi lại những cái tên hoạt chất gõ vô cho nó đúng ha. Dạ. Rồi về tác dụng phụ chung của nó thì mình để ý tới một số cái thuốc có khả năng làm giảm prothrombin máu hay một số cái thuốc có khả năng gây hội chứng antabus hay còn gọi là hội chứng cai rượu, thì lỡ người ta có hỏi không biết đường trả lời. Rồi mình có thể lọc vào những cái này vào trong cái phần tổng kết ở trong những cái thuốc đúng nhóm của nó thì sẽ dễ hơn. Rồi qua đi em. Rồi đối với thế hệ 1 bây giờ mình nói tới cái phổ kháng khuẩn của các thế hệ. Thì mấy bạn nhớ dùm cho cô là cái phổ kháng khuẩn của nhóm cepha này nó đi từ thế hệ 1 sang thế hệ 5 là phổ của nó sẽ nghiêng từ gram dương sang gram âm. Hồi nãy phổ của Penny là nó sẽ từ phổ rộng sang từ phổ hẹp sang phổ rộng, có nghĩa là penicillin G và V thì chủ yếu là trên gram dương. Rồi qua tới cái A thì nó mở rộng sang vi khuẩn gram âm và rộng nhất đó là cái uridopenicillin. Còn cái phổ kháng khuẩn của nhóm cepha thì nó sẽ đi từ gram dương sang gram âm, có nghĩa là em sẽ thấy là cái phổ của cái nhóm ở phía sau, cái thế hệ ở phía sau thì tác động trên gram dương nó yếu hơn ở phía trước, nhưng mà tác động trên gram âm nó mạnh hơn ở phía trước, có nghĩa là phổ của nó sẽ chuyển từ gram dương sang gram âm ha. Rồi đối với thế hệ 1 thì cô cần mấy bạn nhớ giùm cho cô đó là cái cefazolin. Cefazolin có thể dùng để dự phòng trong phẫu thuật. Tác dụng trên gram dương tốt hơn các cái thế hệ 1 khác cho nên có thể dự phòng trong phẫu thuật. Thì mấy bạn thấy đặc điểm nhận dạng của nó là có cái đuôi cepha, cái đầu cepha hết, em thấy không? Được chưa? Rồi các cái ý bạn đã giải thích đầy đủ rồi, nhưng mà cô muốn mấy bạn nhấn mạnh cái những cái chỗ quan trọng để ý những chỗ đó ha. Rồi nó có thể trị được MSSA nhưng mà người ta tập trung vào cái cefazolin, nhớ cái cefazolin nhiều hơn. Rồi qua đi em. Rồi đối với cái mấy bạn sẽ thấy là cái nhóm này nó sẽ dùng cho những cái trường hợp nhiễm trùng, nói chung là nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng đường tiêu hóa, tiết niệu sinh dục vân vân.
cái phổ của nó chủ yếu trên gram dương và cũng có thể có một số tác động trên gram âm, cho nên nó chỉ trị những cái nhiễm khuẩn thông thường. Thế hệ 1 sẽ giúp trị những nhiễm khuẩn thông thường. Tác dụng phụ thì mấy bạn để ý cho cô cái cephaloridine và cephalotin để người ta hỏi. Cephaloridine là độc với thận nhất ha. Cephalotin thì có thể gây viêm tĩnh mạch hay là huyết khối tắc mạch. Rồi tiếp đi, để ý hai ý đó ha, lúc soạn bài thì soạn lại cho bạn những ý quan trọng đó. Rồi mấy bạn có thể thấy nhìn vào cái phổ để biết, hồi nãy cô đã nói là phổ của nó sẽ chuyển từ gram dương sang gram âm, thì cái phổ trên gram dương của nó là yếu hơn thế hệ 1, nhưng phổ trên gram âm của nó sẽ mạnh hơn thế hệ 1 đó. Phổ của nó sẽ chuyển từ gram dương sang gram âm. Rồi đối với thế hệ 2, cô muốn mấy bạn nhớ cho cô cái cefocitin và cefotetan. Thấy cái đó không? Cefocitin và cefotetan thì nó có cái hoạt tính trên cái con vi khuẩn kỵ khí. Từ thế hệ 2 nó sẽ có cái tác dụng trên cái con vi khuẩn kỵ khí. Được chưa? Rồi tiếp đi em. Rồi cũng là những cái nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng khí phế quản ha. Rồi tiêu hóa, tiết niệu da, mô mềm vân vân. Nhưng mà con muốn mấy bạn quan tâm tới cefuroxim ha. Cefuroxim nó sẽ đạt được nồng độ khoảng 10% trong huyết tương, cho nên có thể điều trị hiệu quả viêm màng não. Tại sao người ta để ý cái cefuroxim? Bởi vì thường là thế hệ 1 và thế hệ 2 thì không qua hàng rào máu não, cho nên là nó sẽ không có thường dùng trong những cái trường hợp viêm não do nhiễm khuẩn. Thế hệ 3, thế hệ 4 nó mới qua hàng rào máu não nhiều hơn, thì nó mới dùng cho những cái trường hợp viêm màng não ha. Nhưng mà riêng cái thế hệ 2 thì nó có cái cefuroxim là có thể qua được khoảng 10%, cho nên là có thể dùng để điều trị viêm màng não. Mình phải nhớ cái đó ha. Rồi vậy thì thế hệ 2 thì mình nhớ cái cefocitin và cefotetan là trị cái con kỵ khí Bacteroides fragilis. Và thứ hai đó là cefuroxim cũng có thể cân nhắc để trị viêm màng não. Rồi qua thế hệ 3. Thế hệ 3 thì nó lại nghiêng về cái gram âm nhiều hơn nữa, và đặc biệt là nó sẽ trị được trực khuẩn mũ xanh. Các bạn phải nhớ cho cô cái trực khuẩn mũ xanh. Ceftazidime và cefsulodine có thể trị được trực khuẩn mũ xanh, và latamoxib cũng có thể trị được vi khuẩn kỵ khí. Nhớ ha, latamoxib, ceftazidime và cefsulodine. Cái cefdinia này thường là người ta hay dùng cái dạng uống á, cho nên là người nó chỉ trị những cái trường hợp nhiễm khuẩn đường hô hấp thông thường thôi. Tai mũi họng hô hấp đường tiểu thông thường thôi. Còn những cái trường hợp nào mà dạng tim á, thì người ta mới nghĩ tới cái việc là trị nhiễm trùng nặng ha. Rồi qua slide này em. Vậy nhớ cái vị trí mà cô đã nhắc ha. Rồi ở slide này em nhớ dùm cho cô đó là đại đa số các cái thuốc thế hệ 3 thường là thời gian bán thải nó ngắn. Trừ cái ceftriaxone, thời gian bán thải của nó có thể lên đến 8 giờ, cho nên có thể dùng một lần một ngày. Rồi, các cái thuốc này có thể qua hàng rào máu não trừ cái cefoperazone và cefixime. Mình đã nói rồi, thế hệ 3, thế hệ 4 thì thường nó sẽ qua được hàng rào máu não, thì cho nên nó dễ trị những tình trạng viêm màng não trừ cái cefoperazone và cefixime. Cho nên cefixime nó chỉ dùng cho những trường hợp nhiễm khuẩn thông thường thôi. Đó là lý do tại sao người ta sẽ có câu trắc nghiệm là các thuốc sau đây sẽ trị được viêm màng não ngoại trừ cefoperazone, cefixime. Hoặc là người ta hỏi mình là các thuốc sau đây không điều trị, thuốc nào sau đây không điều trị được viêm màng não. Các bạn nhớ dùm cho cô, thế hệ 1, thế hệ 2 thì không qua hàng rào máu não, cho nên thường không trị viêm màng não trừ cái cefuroxim. Thế hệ 3, hệ 4 trở đi thì có thể trị được viêm màng não bởi vì nó qua được hàng rào máu não trừ cái cefoperazone và cefixime. Được nha. Nhớ vậy để người ta hỏi trắc nghiệm mình cỡ nào mình cũng làm được hết. Rồi thải trừ thì có một câu hỏi ở trong ngân hàng đề, người ta hỏi mình là cái thuốc nào thải trừ qua đường mật. Thì đại đa số các kháng sinh là thải trừ qua đường thận, chỉ trừ một vài kháng sinh và một vài nhóm kháng sinh thôi. Nó đặc biệt cho nên mình phải nhớ riêng nó. Đó là ceftriaxone và cefoperazone. Rồi để ý được nó rồi đúng không? Rồi tiếp. Rồi đối với thế hệ 3 mình quan tâm tới cái trực khuẩn mũ xanh như nãy mình đã nói rồi ha. Tại nãy mình nói rồi, cefsulodine và ceftazidine là trực khuẩn mũ xanh rồi, khỏi nói nữa. Rồi thế hệ 4. Thế hệ 4 thì mấy bạn sẽ thấy là
À, thế hệ 3 hồi nãy mấy bạn nói về có nói về ESBL chưa? Có cái slide nào nói về ESBL không? Rồi. Đối với thế hệ 3 thì mấy bạn nhớ dùm cho cô cái slide tiếp theo của ở trong cái slide của bộ môn, đó là nói về cái ESBL ha. ESBL là một cái beta lactamase phổ rộng. Có nghĩa là cái con vi khuẩn nó sẽ tiết ra cái enzyme beta lactamase để mà phá hủy cái kháng sinh của mình. Trong đó thì người ta sợ nhất là ESBL. Bởi vì khi mà cái con vi khuẩn nó tiết ra cái ESBL này thì nó không chỉ là đề kháng với beta lactam mà nó còn có thể đề kháng với những nhóm kháng sinh khác nữa. Và người ta cho rằng cái việc mà mình lạm dụng cái cepha thế hệ 3 nó dẫn đến cái sự tăng tiết ESBL ở các cái con vi khuẩn. À, việc mình lạm dụng cepha thế hệ 3. Mấy bạn bây giờ mấy bạn ra ngoài nhà thuốc mua, có một số nhà thuốc thì người ta vẫn còn bán cho mình cefuroxim ha, thế hệ 2. Có một số nhà thuốc người ta kê luôn tới cefepime luôn. À, người ta sẽ kê luôn tới cái cefepime, cái cefixim, cái cefepime luôn. Cho nên là cái việc lạm dụng kháng sinh của mình như vậy thì dẫn đến là càng ngày càng nhiều cái con vi khuẩn nó đa đề kháng. Rồi nhớ dùm cho cô câu đó ha. Và cái con vi khuẩn này, cái con vi khuẩn tiết là ESBL bây giờ chỉ có cái nhóm cạc ba bên em là có thể điều trị được thôi ha. Nhớ cái nhớ mở ra slide của bộ môn để ý cái đó để mà soạn bài ha. Nhớ là bạn có cái câu đó, việc lạm dụng cepha 3 sẽ dẫn đến sự tiết ESBL nhiều hơn à, và cái thuốc còn tác dụng bây giờ chỉ là cạc ba bên em, thì qua cái nhóm cạc ba bên em bạn mình sẽ thuyết trình cho mình biết. Rồi qua đi em, nhớ thêm cái ý đó vô trong cái phần tổng kết nha. Rồi thế hệ 4, thế hệ 4 thì nó cũng giống giống như thế hệ 3 ha. Thế hệ 4 thì nó cũng sẽ giống giống như thế hệ 3, đó là nó cũng sẽ tác động tốt trên cái con trực khuẩn mủ xanh. À, nó cũng tác động được trên cái con trực khuẩn mủ xanh. 3, 4, 5 thì nó nghiêng về gram âm nhiều hơn cho nên là nó tác động tốt trên cái con trực khuẩn mủ xanh. À. Rồi, nó bền hơn cái cepha 3 nhưng mà cũng không bền với ESBL. Mình nói rồi, ESBL là chỉ có cạc ba bên em cái nhóm thuyết trình sau này mới có thể điều trị được thôi. À. Rồi tiếp đi. Rồi thế hệ 5 thì mấy bạn để ý cho cô MRSA. À, thế hệ 5 nó sẽ trị được MRSA. Thấy chưa? Là cái con Staphylococcus aureus đề kháng với methicillin. À, ở bệnh viện thường nó sẽ gây nên những cái tình trạng nhiễm trùng bệnh viện. À, nhớ cho cô thế hệ 5 thì phải nhớ được MRSA. Rồi cô tóm lại, cái việc mà thuốc nào thuộc thế hệ 1, thuốc nào thuộc thế hệ 2, 3, 4, 5 là mấy bạn phải cố gắng. À, rồi riêng về phổ là từ thế hệ 1 sang thế hệ 5 nó sẽ nghiêng từ gram dương sang gram âm. Được chưa? Thế hệ 1 thì mấy bạn nhớ kỹ cái cetazolin. Cetazolin thì có thể dùng được dự phòng phẫu thuật. Rồi đối với thế hệ 2 thì mấy bạn sẽ ngoài ra thì mình nhớ thêm cái cefaloridin là gây độc với thận, cefalotin là gây viêm tĩnh mạch. Đối với thế hệ 2 thì mấy bạn nhớ giùm cho cô đó là cái cefocitin và cefotetan có thể dùng để điều trị nhiễm khuẩn kỵ khí. Được chưa? Rồi cefuroxim có thể qua được màng não cho nên là có thể điều trị được viêm màng não. Rồi thế hệ 3 thì có cetazidin và cefsulodin trị được trực khuẩn mủ xanh, latamoset trị được cái vi khuẩn kỵ khí ha. Và cái cetriazole thì thời gian bán thải của nó dài cho nên dùng một lần một ngày. Đại đa số của nó thế hệ 3, thế hệ 4 là qua được hàng rào máu não trừ hai thuốc. Rồi đại đa số là thải trừ qua thận trừ hai thuốc. Được chưa? Rồi lạm dụng thế hệ 3 sẽ dẫn đến là sự tiết cái ESBL của các con vi khuẩn và thuốc còn tác dụng hiện nay là carbapenem. Rồi thế hệ 5 thì nhớ MRSA. Thế hệ 4 thì cũng có thể trị được cái con trực khuẩn mủ xanh giống như vậy. Tóm lại là khi mà mấy bạn soạn thì mấy bạn sẽ để các cái thế hệ ở dạng cột. Được chưa? Các cái thế hệ ở dạng cột thì để cho mấy bạn mình dễ phân biệt. Và nên
Bản tổng kết thì nên ghi những cái ý mà cô đã nói mấy bạn cần phải tô lại, cần phải để ý kỹ. Còn những cái gì mà không cần thiết thì khỏi ghi. Ví dụ như là tác dụng phụ như dị ứng, tiêu chảy, viêm đại tràng thì mấy bạn biết rồi. Còn nhắc lại làm gì nữa, ý đó nó đâu có quan trọng. Được chưa? Nên soạn lại cho bạn mình cái bản tổng kết. Nhớ nha, nhóm nào mà không soạn bản tổng kết thì mấy bạn trong còn lại của lớp nhớ phải đòi bạn mình. Được chưa? Nhớ là soạn lại cho cô bản tổng kết là những điểm quan trọng, những cái điểm quan trọng mà mình đã nhấn mạnh trong bài. Được chưa? Cái nào trị được trực khuẩn mũ xanh, cái nào trị được MRSA, cái nào trị được vi khuẩn kỵ khí. Được ha? Rồi nhớ mấy bạn có thấy chỗ nào quan trọng để soạn lại chưa? Có kịp hay không? Nhớ mình kịp không? Biết chỗ nào quan trọng chưa? Mấy bạn khác có ghi kịp không? Rồi kịp rồi ha. Rồi mấy bạn qua nhóm tiếp theo. Ồ, mọi người thấy slide của mình chưa? Rồi, ok. Em thuyết trình nha cô. Thì bây giờ nhóm của em sẽ đi tới những cái nhóm kháng sinh cuối cùng của họ beta-lactam. Thì hai cái nhóm trước đã thuyết trình về nhóm penicillin và cephalosporin, thì bây giờ nhóm em sẽ đi tiếp tới những cái nhóm cuối cùng là nhóm các ba bên em, nhóm monobactam và chất ức chế beta lactamase. Thì em sẽ nói sơ qua lại về beta lactam. Thì cấu trúc cơ bản của một cái kháng sinh thuộc nhóm beta lactam thì phải có một cái vòng azatidine ion, hay còn gọi là vòng beta lactam. Thì về cái cấu trúc bên nam chính là cấu trúc của nhóm penicillin, thì các ba bên em của nhóm em sẽ có cấu trúc gần tương tự với penicillin. Còn cấu trúc của cefem chính là cấu trúc của cephalosporin, và khi cái azatidine ion này đứng riêng rẽ ra thì nó chính là cấu trúc của monobactam. Nhóm em sẽ nói sơ qua lại về cái kháng sinh thuộc họ beta lactam. Thì kháng sinh thuộc họ beta lactam nó là một cái kháng sinh diệt khuẩn, thì nó ức chế cái hoạt động của một cái enzyme là transpeptidase. Nó tham gia vào cái quá trình tổng hợp cái vách tế bào peptidolican bằng cách tạo phức với nó, do đó nó sẽ làm biến dạng và vỡ cái vách tế bào của vi khuẩn làm cho vi khuẩn chết. Đầu tiên nhóm của em sẽ đi vào nhóm các ba bên em. Thì trong nhóm các ba bên em có ba hoạt chất là imipenem, meropenem và heptapenem. Thì các bạn phải phân biệt rõ được ba cái hoạt chất này khác nhau như thế nào. Thì đầu tiên như cô nói, thì đầu tiên các bạn phải nhớ nhóm các ba bên này nó là một kháng sinh có phổ rất là rộng. Nó có thể coi như là rộng hơn penicillin và cephalosporin. Ngoại trừ cái con tụ cầu vàng kháng meticillin này ra thì nó cũng trị được rất là nhiều những cái con vi khuẩn gram âm và gram dương. Do đó nó sẽ trị những cái nhiễm trùng hỗn hợp, và quan trọng là trị được nhiễm trùng do vi khuẩn gram âm tiết ESBL mà penicillin và cephalosporin không trị được. Ngoài ra nó còn trị được cả aruginosa là cái con trực khuẩn mũ xanh. Thì cái tác dụng phụ thường gặp của các ba bên em, tác dụng phụ quan trọng có hay gặp là động kinh và xảy ra nhiều ở imipenem. Do đó khi sử dụng imipenem thì phải chú ý vào liều, nếu sử dụng nhiều quá thì có thể dẫn đến động kinh. Em sẽ đi vào cái hoạt chất đầu tiên của nhóm các ba bên em là imipenem. Cái đầu tiên cần phải nhớ của imipenem là imipenem nó sẽ được sử dụng chung với cilastatin, vì nếu imipenem sử dụng một mình thì nó sẽ bị phân hủy bởi một cái men dehydropeptidase của thận, do đó nó cần phải sử dụng chung với cilastatin để ức chế cái men này.
Và tất nhiên là phổ kháng khuẩn của EMI bên em rất là rộng, thì ngoại trừ cái con MRSA này, MRSA chỉ có Cepha thế hệ 5 trị được, thì nó có thể trị được hầu hết những cái con vi khuẩn và mầm gram dương khác, kể cả trực khuẩn mũ xanh và Acinetobacter là một loài vi khuẩn nhiễm trùng ở bệnh viện nặng. Thì do nó chỉ do cái phổ kháng khuẩn rộng hoặc lực mạnh nên nó được chỉ định cho những cái trường hợp nhiễm trùng nặng, là nhiễm trùng trong bệnh viện và bị bội nhiễm vi khuẩn. Nhiễm trùng bệnh viện thì các bạn chỉ nhiễm trùng bệnh viện thì các bạn chỉ gặp khi mà các bạn nhập viện và bị nhiễm trùng nặng thôi, do đó không có điều trị nhiễm trùng ngoài cộng đồng. Và đường dùng của imipenem là tiêm tĩnh mạch và alo, mọi người có nghe rõ mình nói không ạ? Dạ, tại bạn em nói là không rõ. Thì một cái điều quan trọng khác của imipenem đó là nó chính là nó sẽ cảm ứng mạnh với cephalosporinase. Thì imipenem nó sẽ cảm ứng mạnh với cái enzyme này, do đó khi mà lạm dụng quá nhiều imipenem thì nó sẽ làm tăng cái gọi là tăng cái hoạt tính của cái enzyme này lên, nên phải dùng phối hợp khi điều trị, đặc biệt là điều trị trực khuẩn mũ xanh, nếu không thì nó sẽ bị đề kháng. Em đi tới cái hoạt chất kế tiếp là ectabenem. Thì cái điều đầu tiên nó khác với imipenem chính là nó không cần kết hợp với cilastatin, còn imipenem cần phải kết hợp với cilastatin. Và phổ kháng khuẩn của ectabenem cũng rất là rộng, và sử dụng ectabenem chủ yếu là để trị nhiễm khuẩn cộng đồng chứ không trị nhiễm khuẩn bệnh viện, có nghĩa là mình có thể mua thuốc ở bên ngoài nhà thuốc được, và nó hiệu quả với hầu hết MRSA và tất nhiên là không nhạy cảm với MRSA và trực khuẩn mũ xanh và Acinetobacter nhiễm trùng bệnh viện. Do ectabenem chỉ được sử dụng ở cộng đồng, nó góp phần bảo vệ hiệu lực của các kháng sinh dự trữ dùng trong bệnh viện, dùng trong nhiễm trùng bệnh viện như là imipenem, vancomycin, các fluoroquinone. Có nghĩa là khi mà nếu mà mình sử dụng imipenem quá nhiều thì mình sẽ bị đề kháng. Do đó khi mà nếu như mà các bạn bị nhiễm trùng nặng hơn vào bệnh viện thì cái sử dụng imipenem này nó sẽ bị mất hiệu quả. Do đó người ta chỉ sử dụng ectabenem để điều trị hầu hết những cái bệnh nhiễm trùng nhẹ ngoài cộng đồng để bảo toàn cái hiệu lực của những cái kháng sinh mạnh hơn. Và một vài cái tác dụng phụ của ectabenem. Mình sẽ đi tới cái kháng sinh cuối cùng của nhóm ectabenem là meropenem. Thì nó cũng giống với ectabenem là không cần kết hợp với cilastatin. Và phổ kháng khuẩn của nó thì tương đồng với imipenem nhưng mà mạnh hơn một xíu. Ở các nhiễm Pseudomonas đề kháng với imipenem hoặc là trực khuẩn mũ xanh hoặc là lầu cầu khuẩn, và tác dụng phụ thì cũng tương tự imipenem nhưng mà ít độc thần kinh hơn, do đó cũng ít gây động kinh hơn. Thì một vài cái tổng kết là như mình đã nói là imipenem và meropenem chỉ được sử dụng trong nhiễm trùng bệnh viện, do đó cái lực của nó sẽ mạnh hơn ectabenem, chỉ được sử dụng trong meropenem thì sẽ mạnh hơn imipenem ở một vài cái con vi khuẩn để kháng được imipenem. Imipenem thì phải kết hợp với cilastatin, trong khi ectabenem và meropenem thì không cần kết hợp. Và imi và mero được sử dụng điều trị nhiễm trùng bệnh viện, và hầu hết các kháng sinh trong nhóm này thì được sử dụng bằng đường tiêm tĩnh mạch. Và khi nhắc đến cái tác động động kinh thì người ta thường hay nhắc đến imipenem chứ không có nhắc đến ectabenem hay là meropenem. Nhóm mình sẽ đi tới cái nhóm kế tiếp là nhóm monobactam, và cái chất điển hình là aztreonam. Thì monobactam là cái nhóm kháng sinh mà công thức phân tử có chứa vòng beta lactam đơn vòng, nó không có kết hợp với một cái vòng 5 cạnh hay 6 cạnh như là cephalosporin và penicillin. Thì cái chất điển hình trong cái nhóm này là chỉ có aztreonam thôi. Đặc trưng của nhóm này là nó không tác dụng trên vi khuẩn gram dương và vi khuẩn kỵ khí, do đó cái phổ kháng khuẩn rất là hẹp, nhưng mà phổ nó sẽ chọn lọc trên những cái vi khuẩn gram âm, và đặc biệt là nó cũng trị được cái con trực khuẩn mũ xanh này. Do đó chỉ định của aztreonam đặc biệt là sử dụng trong nhiễm trùng gram âm nặng, và đặc biệt là dùng trong nhiễm trùng trực khuẩn mũ xanh. Đó là tác dụng của aztreonam.
Và mình đi tới cái cuối cùng là chất ức chế beta-lactamase, thì đầu tiên mình sẽ nói cho các bạn beta-lactamase là gì. Thì những cái con vi khuẩn này có rất là nhiều cái vi khuẩn, có rất là nhiều cái kháng sinh thuộc họ beta-lactam bị mở vòng bởi những cái beta-lactamase. Thì những cái này là những cái enzyme được vi khuẩn tiết ra, gồm có Penicillase, Cephalosporinase, ESBL. Thì những cái enzyme do vi khuẩn tiết qua nó sẽ gây mở cái vòng beta-lactam và nó tạo cái chất không còn hoạt tính kháng sinh nữa. Do đó nó sẽ làm mất cái hiệu lực của kháng sinh beta-lactam. Do đó mình mới cần một cái thuốc sử dụng chung với một cái thuốc ức chế beta-lactamase. Thì bản thân cái thuốc ức chế beta-lactamase này có hoạt tính kháng sinh rất là yếu, nhưng mà do nó được sử dụng chung với lại chất ức chế beta-lactam nên là khi dùng phối hợp với kháng sinh thì penicillin sẽ mở rộng cái phổ kháng khuẩn ra với những cái con vi khuẩn là tiết qua enzyme penicillase. Thì acid lavulanic là một loại chất ức chế beta-lactamase tác động kháng khuẩn yếu nhưng mà ức chế mạnh trên beta-lactamase. Do đó nó thường được sử dụng phối hợp, và một vài cái chỉ định của nó là sử dụng trong các cái nhiễm trùng bên ngoài. Và quan trọng của cái nhóm này là các bạn phải học được cái chất kháng beta-lactamase nào kết hợp với beta-lactam nào và cho cái tên kháng sinh nào. Thì cái đầu tiên các bạn cần học là acid lavulanic kết hợp với amoxicillin, thì tên thương hiệu của cái thuốc là Olmantin. Đây là một cái loại thuốc của nước ngoài, và ở Việt Nam mình cũng có một loại thuốc tương tự là Clamantin. Thì cái thuốc này có thể được điều trị rất là nhiều cái nhiễm trùng, giống như là hồi nãy cô có nói là trị được Helicobacter pylori là acid lavulanic sẽ kết hợp với amoxicillin. Ngoài ra thì mình còn có sulbactam là một cái chất kháng beta-lactamase kết hợp với beta-lactam ampicillin sẽ được cái chất là unicin. Đây là một cái hợp chất dùng để tiêm. Và cuối cùng là tazobactam kết hợp với bivacillin cho các chất là taxocillin. Thì đây là một cái bản tổng kết của nhóm mình. Đầu tiên về nhóm các ba bên em, thì imibenem, điều đầu tiên phải nhớ của imibenem là kết hợp với silastatin, còn merobenem và ectabenem thì không cần. Các ba bên em thì sẽ cảm ứng mạnh với cephalosporinase, do đó phải sử dụng chung phối hợp khi điều trị trực khuẩn mũ xanh, và tác dụng phụ hay nhất của imibenem chính là co giật và động kinh. Còn về meropenem thì cũng giống như imipenem nhưng mà ít độc thần kinh hơn. Còn về ectapenem đó là sử dụng cho vi khuẩn cộng đồng, khác với hai cái ở trên là sử dụng cho bệnh viện. Về phần astreonam thuộc nhóm bonomactam thì được sử dụng cho ram âm, thiếu khí và đặc biệt là trị trực khuẩn mũ xanh. Và đa số những cái thuốc này đều thải trừ qua đường thận, do đó nó được sử dụng theo đường tiêm. Còn về ức chế beta-lactamase thì đây là ba cái tên hợp chất được ức chế sử dụng chung với beta-lactamase và beta-lactam là acid lavulanic kết hợp với amoxicillin là omantin, sulbactam kết hợp với ampicillin là unicin và tazobactam kết hợp với bivacillin là tazocillin. Dạ, các bạn có câu hỏi gì không ạ? Alo, các bạn có không nghe rõ phần nào thì để mình nói lại. Tại vì cái mic của mình nó hơi rè. Các bạn có câu hỏi thì các bạn có thể comment vô để mình xem. Các bạn không có câu hỏi hả? Vậy cô có nhận xét gì không nè cô?
cho bạn mình câu hỏi lượng giá để đánh giá đi ha. Dạ rồi. Thì các bạn nhớ cứ comment rồi mình sẽ chọn câu trả lời nhanh nhất. Rồi. Bạn Đỗ Tuấn Anh và Nguyễn Thị Bích Tuyền thì đáp án là câu D đúng rồi. Tazobactam là một thuốc ức chế beta lactamase. Tới câu thứ hai. À đúng rồi, bạn Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh. Ủa không, bạn Lưu Thị Huyền và bạn Phạm Thị Tường Vi thì 2A đó là phổ kháng khuẩn của IPVNM, hay nói chung là của cả ba bên em rất là rộng trên nhiều vi khuẩn qua năm và năm chưa. Bạn Nguyễn Minh Ngọc và bạn Dương Huyền My. Rồi, thuốc có nguy cơ gây tác dụng phụ co giật chính là imipenem. Và khi nhắc tới tác dụng phụ co giật của nhóm carbapenem thì mình sẽ nhắc tới imipenem. Rồi, đáp án là câu D nha các bạn. Là có bạn Lưu Thị Huyền với bạn Nguyễn Thị Bích Tuyền trả lời đúng là imipenem cần phải phối hợp với silastatin, trong khi meropenem và etavenem thì không cần. Đáp án là 5A nha các bạn. Là bên đây là có bạn Trần Ngọc Duy trả lời đúng nè. Thì đây là một vài cái đặc điểm về meropenem thôi, các bạn có thể coi trong slide có ghi. Rồi, đáp án là 6A nha các bạn. Là có bạn Lưu Thảo Hương và bạn Nguyễn Mai Thi. Thì như mình đã nói là imipenem và meropenem là kháng sinh trị nhiễm trùng bệnh vẹt thì nó sẽ mạnh hơn etavenem, và meropenem thì nó sẽ mạnh hơn imipenem. Đáp án là 7A nha các bạn. Là có bạn Nguyễn Thị Mỹ Duyên và bạn Phạm Thị Tường Vi. Thì mình đã nói là đặc điểm của Astrelnam là chỉ định trong nhiễm trùng qua mâm nặng, đặc biệt là nhiễm trùng chuột con mũ xanh. Đáp án là 8A nha các bạn. Là nãy giờ mình đang học về nhóm carbapenem là sử dụng để điều trị nhiễm trùng nặng và nhiễm trùng hỗn hợp. Bạn Nguyễn Mai Thi và bạn Lưu Thị Huyền. Câu 9.
Các bạn liên hai không trả lời. Câu chính của mình đáp án là câu D. Thì đây là một vài cái mục đích của việc phối hợp amoxicillin và acid clavulanic. Bạn Đỗ Tuấn Anh. Và bạn Phạm Thị Tường Vy. Câu 10. Rồi, 10 là câu đáp án là câu D. Là đây là một vài cái mục đích của việc phối hợp silastatin và imipenem. Bạn Phạm Thị Tường Vy và bạn Trần Ngọc Duy. Rồi, và đây là câu cuối. Đáp án là câu A nha các bạn. Bạn Võ Thị Quỳnh Như và bạn Đỗ Tuấn Anh. Bài thuyết trình của nhóm em đến đây là hết. Em cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi chiếu slide lại đi em. Chiếu slide lại đi em. Rồi chiếu tiếp đi. Rồi đây bạn mình giới thiệu lại cho mình cái nhóm penem ha. Thì ở đây mình muốn nói tới cái nhóm carba penem. Thì em có thể nhìn thấy hoạt chất đặc điểm nhận dạng của nó là đuôi penem, penem, penem. Được chưa? Imipenem, meropenem và actapenem. Thì hồi nãy em phải nhớ cái câu mà lúc nãy bạn đã có cái câu trắc nghiệm là sắp xếp theo cái mức độ mạnh của cái thuốc này trên cái vi khuẩn gram âm. Thì mấy bạn nhớ cho cô là yếu nhất là gì? Là ectapenem, kế đến là imipenem và cuối cùng là meropenem. Nhớ cái đó ha. Rồi tiếp. Rồi nhóm carbapenem thì mấy bạn nhớ dùm cho cô là cái nhóm này phổ kháng khuẩn của nó là rất rộng ha. Và nó sẽ dùng tốt cho những cái trường hợp nhiễm trùng hỗn hợp và đặc biệt là nhiễm trùng gram âm do ESBL và cái con Pseudomonas. Nhớ ha, người ta sẽ hỏi mình ví dụ như là cái thuốc nào có thể trị được nhiễm trùng hỗn hợp, nhiễm trùng gram âm tiết ESBL. Hồi nãy mình đã nói rồi, ESBL là chỉ có nhóm carbapenem này mới trị được thôi. Và cái tác dụng phụ đặc trưng phải nhớ đó là nó có thể gây động kinh à, nó làm đặc biệt là những cái người mà suy thận mà nó thuốc của mình nó sẽ ứ lại, nó gây độc thận. Rồi imipenem phải kết hợp với silastatin. Tại sao? Thì nãy bạn mình đã giới thiệu rồi. Bởi vì cái dehydropeptidase nó sẽ phân hủy cái imipenem thành một cái chất gây độc thận. Và hơn nữa, khi mà nó bị phân hủy thì cái lượng thuốc imipenem ở thận nó cũng sẽ giảm xuống, cho nên là nó sẽ làm giảm tác dụng của cái thuốc này đối với những cái tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu. Cho nên ở đây người ta có rất nhiều cách hỏi. Người ta có thể hỏi mình là cái enzyme mà phân hủy cái imipenem ở thận tên gì, thì là dehydropeptidase. Rồi người ta có thể hỏi mình là cái imipenem sẽ phối hợp với cái gì, thì là phối hợp với silastatin. Rồi người ta hỏi mình là cái chất nào ức chế dehydropeptidase, thì là silastatin. Rồi có cách hỏi khác đó là imipenem có thể phối hợp với chất nào để mà có thể là tăng cái khả năng điều trị nhiễm trùng ở đường tiết niệu, thì cũng là silastatin. Bởi vì mấy bạn biết là khi imipenem nó bị hủy bởi cái dehydropeptidase ở thận
thì dĩ nhiên là cái hàm lượng amipenem nó sẽ giảm xuống, thì cái khả năng diệt khuẩn ở đường thận nó cũng sẽ giảm xuống, diệt khuẩn đường tiết niệu nó sẽ giảm xuống, được chưa? Cho nên amipenem phối hợp với cilastatin ngoài cái việc giảm tác dụng phụ trên thận, nó còn tăng cái khả năng diệt khuẩn ở đường tiết niệu nữa ha. Rồi thì lúc nãy mình đã nói rồi, nó trị được trực khuẩn mủ xanh rồi, nãy mình nói rồi, cho nên ở đây mình chỉ để ý cái đặc điểm đặc biệt đó thôi. Tiếp ha. Rồi tiếp theo à, im mấy bạn nhớ dùm cho cô là cái thời nó thải trừ 90% qua nước tiểu, cho nên cần phải hiệu chỉnh liều ở người suy thận ha. Và cái thuốc này nó là cái kháng sinh phổ rộng, có thể điều trị cả cái con pseudomonas cho nên và ESBL nữa, cho nên là chủ yếu của nó là những cái trường hợp nhiễm trùng nặng. Và nhớ dùm cho cô, đặc tính đặc biệt của nó đó là nó có thể gây co giật ha. Rồi nó cảm ứng mạnh với cephalosporinase, đó là cái enzyme phân hủy cái thuốc của mình, cho nên là cần phải phối hợp khi mà điều trị trực khuẩn mủ xanh để mà có cái tác dụng tốt hơn, bởi vì trực khuẩn mủ xanh nó cũng có thể sinh ra các cái enzyme này. Cảm ứng có nghĩa là làm tăng cái cephalosporinase của con vi khuẩn lên đó. Rồi tiếp. Rồi những cái ý mà bạn tô thì em cũng phải tô lại dùm cho cô ha. Ectatenem thì nó không có bị ảnh hưởng bởi dehydropeptidase, cho nên là không cần kết hợp với cilastatin. Rồi nhớ dùm cho cô là nó không nhạy cảm với MRSA hay là cái pseudomonas gì hết. Nó không nhạy cảm thì không cần phải nhớ, nãy mình đã nói nó yếu nhất rồi ha. Rồi tiếp, chỉ cần nhớ là nó yếu nhất ha. Rồi ectapenem thì nhớ dùm cho cô cái ý đầu tiên, đó là sử dụng một lần một ngày thôi. Thuốc này nó có tác dụng kéo dài cho nên là sử dụng một lần một ngày. Vai trò của nó thì mấy bạn có thể đọc thêm. Có nghĩa là người ta sẽ sử dụng ectapenem trước, rồi sau đó nếu không có tác dụng nữa thì người ta mới dùng tiếp những cái thuốc phía sau như imipenem hay là meropenem. Được chưa? Rồi tiếp. Người ta gọi là góp phần bảo vệ hiệu lực của các kháng sinh dự trữ là như vậy. Người ta sử dụng imipenem trước rồi mới tới những cái thuốc mà dự trữ như là imipenem hoặc là meropenem. Rồi meropenem là mạnh nhất, đúng không? Meropenem là mạnh nhất. Rồi. Cho nên là cái chỉ định của nó thì giống giống như imipenem và có thể trị được những cái con pseudomonas đề kháng với imipenem. À, ít độc tính trên thần kinh hơn so với imipenem. Tóm lại, cafapenem là mạnh nhất. Mình so sánh, mình sắp xếp, mình thấy rằng cái nhóm bên cái cafapenem này là cái kháng sinh phổ rộng ha, nó có thể diệt được nhiều loại vi khuẩn, điều trị được cái trường hợp gọi là nhiễm trùng hỗn hợp hoặc nhiễm trùng do ESBL gây ra, được chưa? Rồi về sắp xếp thì cafapenem là yếu nhất, tới là imipenem, tới là meropenem. Meropenem là mạnh nhất. Thì trong ba cái thuốc đó thì imipenem thì sẽ bị ảnh hưởng bởi dehydropeptidase, cho nên phải phối hợp với cilastatin, được chưa? Rồi được ha. Cái ectapenem thì chỉ cần dùng một lần một ngày đó, những cái đó. Rồi bạn đã tổng kết cho em rồi đó. Rồi atrenam không cần nhớ cầu kỳ đặc biệt, chỉ cần nhớ cho cô một câu, nó giống với cái phổ kháng khuẩn của nó sẽ giống với aminosic. À, aminosic là sao thì qua aminosic học sẽ biết, đó là nó chỉ tác động lên gram âm hiếu khí, không tác động lên gram dương thị khí. À, chủ yếu là những trường hợp nhiễm trùng nặng cũng có thể trị được cái con pseudomonas, được chưa? Rồi nhớ một câu là phổ của nó giống với lại cái aminosic. À, aminosic là sao thì buổi sau học sẽ biết ha. À. Rồi ức chế beta lactamase thì nãy bạn đã giải thích rồi. Các con vi khuẩn nó sẽ tiết ra những enzyme và nó có thể làm phá vỡ cái vòng beta lactam của mình. Và khi phá vỡ cái vòng beta lactam là thuốc sẽ mất tác dụng. Thì cái con vi khuẩn nó có thể tiết ra penicillin, cephalosporin hoặc là ESBL. Thì ESBL là cái mà mình sợ nhất, bởi vì nó không chỉ đề kháng với beta lactam, nó không chỉ giúp con vi khuẩn đề kháng với beta lactam mà nó còn làm cho con vi khuẩn đề kháng với những cái thuốc khác nữa, cho nên là mình mới có cái thuốc gọi là ức chế beta lactamase. Thực ra ức chế beta lactamase, những cái thuốc này giống như là những cái chất hy sinh vậy đó ha.
khi mà nó gắn với cái thuốc, nó gắn với cái enzyme của con vi khuẩn thì hai đứa này nó triệt tiêu. Em tưởng tượng đi, khi mà em đi tới một cái chỗ nào đó mà trong nhà của nó có một cái đứa nó dữ quá, em làm không lại đúng không? Cái đứa dữ đó nó chính là enzyme. Em có khả năng em là em sẽ bị nó đấm một phát là thôi rồi luôn rồi đó ha. Nhưng mà bây giờ em không đi một mình, em dắt thêm một cái đứa cao to lực lưỡng ha. Hai đứa đó nó đánh nhau, một mình em đi vô, em an toàn em đi vô. Em tưởng tượng được chưa ha? Cái thuốc này nó giống chất ức chế beta lactamase, nó giống như là một cái chất hy sinh. Em nhớ nó là chất ức chế beta lactamase. Có một số bạn nói là chất ức chế beta lactam là sai, sai dữ lắm luôn đó ha. Cho nên nhiều khi nó học thực hành cái nó ghi ức chế beta lactam, cái giáo viên gạch một đường cái nó nói dạ cô ơi em thiếu cái chút đỉnh chữ rồi mà. Rồi nó hai đứa đó nó xa nhau lắm. Một cái là cái thuốc, một cái là enzyme của con vi khuẩn. Hai cái đó nó không hoàn, không có giống nhau cái chỗ nào, không ăn nhập nhau cái chỗ nào hết. Đừng có nói với cô là em chỉ sai có chút đỉnh. Được chưa? Hai đó nó khác xa lắm. Chất ức chế beta lactamase là những cái chất hy sinh, khi mà nó vô thì nó gặp cái beta lactamase của con vi khuẩn thì hai đứa đó cùng nhau triệt tiêu, vậy thì thuốc của mình sẽ có tác dụng ha. Rồi cho cô cái những cái thuốc nào là ức chế beta lactamase và ức chế beta lactamase đó nó có thể kết hợp với những beta lactam nào, qua đi em. Rồi người ta có thể hỏi mình chất nào thuộc nhóm ức chế beta lactamase thì mình có acid clavulanic, mình có sulfactam, mình có tazobactam. Rồi người ta sẽ hỏi mình kỹ hơn đó là cái amox sẽ kết hợp với chất ức chế beta lactamase nào để nó bền hơn, để nó tăng tác dụng, thì nó kết hợp với acid clavulanic. Còn ampicillin sẽ kết hợp với cái gì là sulfactam, piperacillin kết hợp với cái gì là tazobactam. Được chưa? Rồi về tổng kết lại cho bạn thêm những cái ý mà lúc nãy mình đã nói ha, cái nào mà nó thêm ý thì mấy bạn tổng kết vô thêm, đặc biệt là những cái ý mà quan trọng mình nói kỹ mấy bạn tô đậm lên, được chưa ha. Rồi mình sẽ còn một cái nhóm cuối cùng mình sẽ nợ qua buổi sau, để vì cô muốn mấy bạn có thời gian để mấy bạn ôn bài, để mấy bạn làm kiểm tra cho nó tốt. Nhớ đọc cho kỹ cho cô, đó là mấy bạn sẽ làm được tối đa 2 lần. Mấy bạn sẽ làm 10 câu, cô ghi rất rõ ràng, rất kỹ càng rồi, làm 10 câu trong thời gian 7 phút. Mấy bạn sẽ được làm tối đa 2 lần. Hệ thống sẽ mở 15 phút ha. Làm một lần tính điểm một lần, làm hai lần tính điểm lần cuối cùng, không cần biết lần cuối cùng cao hơn hay thấp hơn so với lần đầu tiên. Cho nên là muốn làm lần hai thì phải suy nghĩ cho kỹ. Được chưa nè? Và để tránh cái tình trạng mà mấy bạn không phải cố ý, mà mấy bạn làm xong một lần rồi thấy điểm đó ưng ý rồi còn có một phút nữa là hết giờ, cái lỡ tay click vô một cái nữa cái nó thành là kiểm tra lần hai có một phút là hoài không kịp rồi, cô ơi cô hỏi dạ em bị này bị kia, cho nên là em phải nhập passport thì mới có thể vào được kiểm tra. Thì dù em có chạm cái tay vào cái nút đó đi chăng nữa thì em phải nhập được password thì em mới kiểm tra được. Hiếm có đứa nào mà xui tới tận mức độ mà có thể chạm tay được hết tất cả các nút của password. Được chưa? Pass là gì thì coi trong cái cô dặn dò nha. Nếu mà có bất kỳ gì trong quá trình làm kiểm tra em bị rớt mạng hay cái gì đó, em phải quay lại báo cho bộ môn biết. Được chưa nè? Em phải quay lại Google Meet báo liền để cô có xử lý liền. Hoặc em rớt mạng em không báo được thì phải gọi điện thoại nhờ bạn báo giùm ha. Hiếm có khi nào mà nguyên cái nhóm em nó đều rớt hết trơn, không có đứa nào báo được. Sau 11 giờ không nhận được thông tin gì nữa thì cô không giải quyết nữa. Được chưa? Nếu như tới 11 giờ ha, không có ai có thắc mắc gì thì qua 11 giờ 5 mấy bạn có thể tự động thoát ra khỏi Google Meet. 11 giờ 5 mới được thoát ra nha. Để coi bạn mình có vấn đề gì không là cô giải quyết công khai trước lớp chứ không có giải quyết riêng cho mình bạn. Được chưa nè? Ha, và nếu bạn có vấn đề là cô sẽ coi trong cái hệ thống truy vết để coi em vô lúc nào, em ra lúc nào nha. Chứ không phải nói nhà em rớt mạng từ sáng giờ em không biết kiểm tra. Em không biết thì em cũng phải báo cho bạn biết là em hôm nay kiểm tra không được bởi vì nhà em rớt mạng vì em phải test COVID gì đó. Được chưa? Rồi, từ đầu giờ tới giờ cô không thấy ai báo là nhà rớt mạng hoặc là phải đi test COVID gì gì đó.
Cho nên là đúng 10 giờ 45 tất cả mọi người sẽ kiểm tra có vấn đề gì thì phải báo ngay liền. Được chưa nè? Đọc cho kỹ để coi cái pass nó là gì. Chứ đừng như tới giờ làm bài rồi nó mới hỏi cô ơi pass đâu, pass đâu. Pass ta đã cho sẵn rồi. Được chưa? Có ai có thắc mắc gì không? Mười giờ bốn mươi lăm. Mười giờ bốn mươi lăm hệ thống sẽ mở ha. Rồi, được ha. Rồi, bắt đầu ôn bài.